Tôi đã có được sức mạnh của Angerman và bảo vệ trái đất hơn 20 năm. Nhưng vào ngày này, tôi lại bị loài người vô tình mắng chửi. Người ngoài hành tinh xấu xa đã xâm lược trái đất mà tôi bảo vệ. Tôi bị người ngoài hành tinh đánh bại vì thiếu năng lượng ánh sáng. Angerman bảo vệ loài người. Ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Tại sao? Hơn 20 năm rồi tại sao các người loài người vẫn không chịu ủng hộ tôi? Ngươi cút khỏi trái đất đi! Ngươi không xứng đáng bảo vệ chúng ta! Khi ngươi chiến đấu với quái vật, ngươi có nghĩ đến cảm nhận của chúng ta, những người bình thường không? Gia đình tôi chính là bị người hại chết. Lúc đó vợ tôi còn đang mang thai đấy. Ra là vậy, nhưng các người có nghĩ không? Nếu không có tôi ngăn chặn những con quái vật đó, số người thiệt mạng sẽ còn nhiều hơn. Chúng ta không quan tâm, ngươi đã làm tổn thương chúng ta, ngươi phải trả giá cho điều đó. Cút khỏi trái đất! Cút khỏi trái đất! Thật là một lũ sói đội lốt cừu đáng. Nếu các người cứ khăng khăng bắt tôi đi, tôi đi. Lão tử thật mù quáng mới chọn bảo vệ các người 20 năm. Khoảnh khắc đó, nội tâm tôi cuối cùng cũng sụp đổ. Vì vậy, tôi bay lên bầu trời, kích nổ thiết bị biến hình trong tay, kết thúc mạng sống của mình tại đây. Nhưng ngay khi rơi xuống, chúc mừng chủ nhân đã ràng buộc hệ thống thực tượng, nhận được 50 hạt giống hướng dương. Hệ thống thực tượng gì tôi không còn quan tâm. Bây giờ tôi chỉ biết mình sắp chết. Tôi có thể cảm nhận sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua. Khi tôi tỉnh dậy, đã trở về nhà ở trái đất. Tôi không phải đã chết rồi sao? Tại sao tôi vẫn duy trì thân thể Angerman? Chúc mừng chủ nhân tái sinh thành công. Tái sinh trở lại một ngày sau khi qua đời. Tôi phải rời khỏi trái đất. Xin lỗi, ngươi liên quan đến vận mệnh của trái đất. Với tư cách là hệ thống, tôi không thể để ngươi. Tôi nhất định phải đi. Tôi đang định bay đi thì mới phát hiện mình đã mất hết sức mạnh của Angerman. Chúc mừng chủ nhân được chọn trở thành người chơi của trò chơi vận mệnh quốc gia. Hệ thống chết tiệt, tôi không muốn chơi trò chơi. Mọi người trên thế giới sẽ chết vì ngươi. Mạng sống của mọi người trên thế giới liên quan gì đến 20 năm? Tôi một mình vượt qua bao sóng gió trên trái đất, nhưng họ thậm chí không có một lời cảm ơn. Hệ thống cảm nhận được sát khí đậm đặc trên người tôi, cũng lập tức sợ hãi đến mức không nói nên lời. Nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Nếu ngươi muốn lấy lại tất cả năng lực của mình, thì chỉ có thể tham gia trò chơi. Như vậy ngươi mới có cơ hội rời khỏi trái đất. Đây là lựa chọn có lợi cho cả đôi bên. Tôi im lặng, không còn cách nào khác. Trái đất chết tiệt này vẫn cần tôi tiếp tục cứu. Tiếp theo sẽ giới thiệu quy tắc trò chơi cho ngươi. Mỗi quốc gia sẽ ngẫu nhiên chọn một người chơi đại diện tham chiến, và số phận của mỗi người chơi sẽ gắn liền với quốc gia. Chỉ cần giành được tài nguyên trong trò chơi vận mệnh đều có thể nâng cao chất lượng dân, đạt được công nghệ đen. Ngoài ra, quá trình thám hiểm sẽ được phát trực tiếp trên toàn cầu. Phát trực tiếp toàn cầu? Có thể. Bây giờ tôi chỉ là một kẻ người trái đất, lại còn hy vọng tôi có thể làm được gì sao? Phát trực tiếp toàn cầu đã bắt đầu. Mời các thí sinh lần lượt vào sân. Siêu nhân vũ trụ Dio, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng? Tôi đã không còn đường lui. Thôi được rồi, đành phải liều mạng vậy. Người trái đất, đây là lần cuối cùng tôi giúp các người đấy. Mau mở cổng dịch chuyển. Rất nhanh, tôi đã bị hút vào một không gian kỳ lạ. Chào mừng các người chơi từ các quốc gia đến với vực ngoại huyễn cảnh, một nơi vô cùng nguy hiểm. Trong khu vực này, ngươi cần đối phó với làn sóng quái vật ở khắp mọi nơi và sống sót đến cuối cùng. Một khi người chơi chết, quái vật sẽ tràn vào quốc gia của người chơi đó, cho đến khi quốc gia đó diệt vong. Lúc này, rất nhiều người trên thế giới đang theo dõi, với phát trực tiếp quyết định vận mệnh của loài người này. Tại sao lại chọn chúng hắn chứ? Tên này hoàn toàn không được đâu. Ngươi nhìn xem bên nước láng giềng xinh đẹp kia, lại cử một tên lính đánh thuê, còn mang theo vũ khí nữa. Thế này thì xong rồi. Quốc gia Hoa Hạ của chúng ta chắc sẽ phải đối mặt với tai ương diệt vong mất. Ôi, tôi tay không tấc sắt thì làm sao chống lại được? Mỗi người chơi đều có thể chọn bất kỳ vị trí nào để xây dựng căn cứ hành động. Căn cứ có thể cung cấp cho người trang bị cơ bản nhất và vật liệu xây dựng phòng thủ. Cứ sau một khoảng thời gian, căn cứ sẽ bị tấn công bởi làn sóng. Một khi căn cứ thất thủ, hệ thống sẽ giáng thiên phạt, thả làn sóng quái thú vào quốc gia của người chơi. Làn sóng quái thú sao? Vậy tôi phải tìm một nơi an toàn để trốn trước đã. Chỗ này nhìn có vẻ khá an toàn, hay bố trí căn cứ ở đây trước đi. Rất tốt, căn cứ đã được bố trí thành công. Tiếp theo, làn sóng dị thú đầu tiên đang được sinh ra. Ôi, nhanh vậy sao? Còn 10 giây nữa là làn sóng dị thú đầu tiên giáng xuống. Đừng mà, tôi còn chưa chuẩn bị xong. 7 giây, nếu muốn sống thì hãy nghe tôi. Lấy ra tối hạt hướng dương của ngươi. Rồi sao nữa? Trời ơi, đây là cái gì vậy? Nhanh lên, tranh thủ lúc này gieo nó xuống. Rồi sao nữa? Hãy để lũ dị thú này nếm mùi lợi hại của nó. Chỉ nghe thấy một trận động đất, một con sói khổng lồ lao ra từ bên cạnh. Phát hiện dị thú cấp 1, sói khổng lồ móng thép. Trời ơi, tên này trông thật hung dữ. May mà chỉ có một con thôi, nếu không thì... Tôi không nên nói vậy. Thôi được rồi, hãy xem bông hướng dương này rốt cuộc có tác dụng gì nào. Là con người ngon lành. Các anh em, hôm nay chúng ta có phúc rồi. Chỉ là tên này trông hơi kỳ lạ. Kể nó đi, cùng xông lên. Tôi muốn chia một cái đùi lớn để ăn. Đến đúng lúc lắm, hãy xem bông hướng dương kỳ lạ này rốt cuộc có thể phát. Tôi đặt bông hướng dương kỳ lạ đó xuống đất. Chỉ một lát sau, bông hướng dương bắt đầu biến đổi. Lũ súc sinh, đừng có làm loạn. Bắt ta. Một lúc sau, trước mắt những người đang xem trực tiếp đều là một màu trắng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao không thấy gì hết vậy? Đây là ánh sáng phát ra từ bông hướng dương đó. Tên Angerman này rốt cuộc đã làm gì vậy? Mà lúc này, những con sói khổng lồ kia lần lượt che mắt kêu gào đau đớn.
Có vẻ như lũ sói khổng lồ này cũng đã trúng kế rồi. Động vật sống trong bóng tối, mắt rất khó thích nghi với ánh sáng chói lòa như vậy. Sau đó tôi thấy trên mặt đất lại có một mặt trời nhỏ. Ra là vậy, ánh nắng này chắc là thứ tốt. Hãy thu lại trước đã. Nhận được một mặt trời nhỏ có thể hấp thụ vào cơ thể người, cung cấp năng lượng ánh sáng cho người, không dùng để mua các loại cây khác, còn có tác dụng này nữa. Tôi biết rồi, vậy thì hãy thử trước đã. Tôi nhanh chóng hấp thụ nguồn năng lượng này vào cơ thể, sau đó giơ bàn tay lên thử kích hoạt nguồn năng lượng này. Chỉ thấy ở lòng bàn tay tôi xuất hiện vòng xoáy tốc độ cao bằng của dương. Đây chính là một trong những kỹ năng của tôi, lân xa cửu phần. Bây giờ đến lượt ta rồi, cho ông nội mày chết. Giải quyết hết rồi, chưa kịp vui mừng được một lúc, một cảm giác mệt mỏi lập tức ập đến. Năng lượng của một mặt trời này chỉ có thể duy trì luân xa cửu phần khoảng 10 giây. Có vẻ như hoàn toàn chưa đủ dùng. Chúc mừng chủ nhân đã hạ gục 4 con sói khổng lồ. Nhận được 4 móng vuốt thép của sói khổng lồ. Tôi nhớ ra rồi, năm đó tôi tận mắt thấy hắn dùng luân xa cửu phần chém đôi tòa chung cư đối diện nhà tôi, làm chết mấy cô gái xinh đẹp. Tên ăn chơi mân này đáng sợ quá. May mà hắn bị triệu hồi vào game, nếu không người tiếp theo gặp nạn sẽ là chúng ta mất. Tuy nhiên tôi không có tâm trạng nghe mấy người này nói nhảm, tiếp tục trồng hướng dương trong căn cứ của mình. Chỉ khi thu thập đủ ánh nắng, tôi mới có thể mở khóa những loại cây mạnh. Còn bên phía quốc gia cao dược đang phiền não vì số lượng sói khổng lồ quá, phần lớn bầy sói này đều lao vào bên trong căn cứ. Người chơi quốc gia cao dược đã biết tin quê hương thất thủ. Hét lên một tiếng, thế cùng quốc gia cao dược sống chết rồi lấy ra cá mặn tự treo mình lên cây. Thật kinh khủng, người dân quốc gia cao dược lại toàn quân bị diệt. Ôi, dù sao cũng là một nước láng giềng mà. Chúng ta hãy mặc niệm cho họ đi. Hừ, mặc niệm cái gì? Các người không biết cuộc sống yên bình của mình là do tôi đổi bằng đôi tay này sao? Sói khổng lồ vẫn chưa bị tiêu diệt, chúng lại xuất hiện rồi. Ngươi phải cẩn thận đấy, cứ việc đến đi. Hướng dương của ta, hãy làm chói mắt bọn chúng. Đã qua hẳn một tiếng đồng hồ, làn sóng sói khổng lồ mới hoàn toàn dừng lại. Nhờ có máy bông hướng dương này, nhưng mà cứ thế này chắc chắn sớm muộn gì tôi cũng kiệt sức. Đúng vậy, ngươi cần thêm nhiều cây tấn công hơn để hỗ trợ. Đợi khi ngươi tích đủ ánh nắng là được. Cây bán đậu Hà Lan cần bao nhiêu ánh nắng? 100 ánh nắng. Tuy không tính là đắt, nhưng hướng dương mỗi lần chỉ cho một ánh nắng. Ngươi cũng quá keo kiệt rồi đấy. Toàn là giá nhập hàng, không chấp nhận trả giá. Cái hệ thống chết tiệt của ngươi. Nói chung là trận thủ thành đầu tiên cũng coi như đã kết thúc viên mãn. Tôi lại thu thập thêm một ít ánh nắng để mua cây bán đậu Hà Lan. Của nhiên đắt cũng có lý do của nó. Như vậy, dù làn sóng quái vật có hung dữ đến mấy, tôi cũng có thời gian đến ngược đến trận thủ thành tiếp theo còn 34 tiếng nữa. Thật khó tưởng tượng, trận thủ thành đầu tiên này rốt cuộc có bao nhiêu quốc gia bị tổn thất nặng nề, thậm chí diệt vong. Nhưng điều đó thì liên quan gì? Tôi chỉ là một người bình thường tay không tấc sắt mà thôi. Người khác bị quái vật đánh, tôi tiếp tục ngủ. Đời này không có cuộc sống nào thoải mái hơn nằm bẹp cả. Mới đây tôi đã kích nổ thiết bị biến hình của mình. Từ nay thề không làm ăn chơi mần nữa. Nhưng trước khi tôi chết, đột nhiên tôi lại ràng buộc để cứu lấy hành tinh mà tôi đang ở. Tôi bị ép buộc phải vào một thế giới khác tham gia trò chơi vận mệnh, trong khi các quốc gia khác vẫn đang vật lộn để sinh tồn. Tôi tình cờ mở khóa một bông hướng dương kỳ diệu. Từ đó tôi đã bước lên con đường sống sót theo kiểu Phật hệ hưu trí. Chúc mừng chủ nhân đã vượt qua đợt tấn công thứ hai, sống sót thành công. Hiện tại căn cứ chưa bị xâm nhập, đã phát thưởng đến biên giới quốc gia hòa hạ. Hả? Nhanh vậy đã kết thúc rồi sao? Tôi còn chưa ngủ đủ mà. Tên này thật sự không biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Ngay trước cửa nhà có nhiều dị thú đang tấn công như vậy. Hắn đã không coi mạng sống của chúng ta ra gì. Chắc hẳn là có thủ đoạn lợi hại nào đó. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta cứ tiếp tục xem tiếp vậy. Lúc này tôi đang kiểm kê chiến lợi phẩm. Mấy thứ chiến lợi phẩm này đều không ra gì nữa. Bây giờ tôi cũng không cần vũ khí trang bị, chỉ cần có ánh nắng là đủ rồi. Căn cứ phù văn của ngươi cần vật liệu của dị thú để tăng cường. Nếu không đến giai đoạn sau quái vật ngày càng mạnh, căn cứ phù văn của ngươi sẽ hoàn toàn không chịu nổi đòn tấn công của quái vật. Được rồi, vậy làm theo lời ngươi vậy. Căn cứ đang được tăng cường, thời gian tăng cường còn lại 10 phút, vừa đúng lúc. Cứ nấp trong này mãi cũng không phải cách, chi bằng ra ngoài dạo một xem có gì thú vị không. Bên ngoài vẫn rất nguy hiểm. Ngươi chắc chắn muốn làm vậy sao? Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã tích trữ không ít mà đủ cho ta dùng rồi. Không cần sợ. Được thôi, dù sao cũng tự chịu hậu quả. Tên này định làm gì vậy? Tại sao hắn lại ra khỏi căn cứ? Mau quay lại đi. Xong rồi, thế này thì chúng ta sẽ bị hắn hại chết mất. Đại ca, tôi cầu xin anh mau quay lại. Tôi không muốn chết. Mà tôi không ngờ, chỉ trong khoảng thời gian tôi ra ngoài dạo bộ tìm gặp kỳ ngộ này, gần như đã khiến tất cả mọi người đang xem trực tiếp ở Hóa Hạ Quốc lo lắng. Ôi, con báo cái thật phiền phức. Ở nhà cả ngày chỉ biết ăn chơi không nói. Ngay cả tổ của mình cũng lười dọn dẹp. Con phải nhờ tôi mỗi ngày ra ngoài tìm thức ăn. Trời ơi, đất ơi, cầu xin hãy để tôi thoát khỏi thế giới bất công này đi. Không ngờ nhanh vậy đã có thức ăn tự dâng đến cửa rồi. Tiểu huynh đệ ngoan ngoãn chịu chết đi. Phát hiện dị thú cấp 2 báo săn bóng đêm. Chủ nhân xin đừng cứng đối cứng với nó. Ngươi không đánh lại nó đâu. Mau chạy đi. Chạy kiểu gì? Chỗ này cách căn cứ vẫn khá xa. Chẳng lẽ dựa vào bay sao? Đúng rồi, suýt nữa thì ta quên mất, ta vẫn biết bay. Hệ thống, sau khi hấp thụ năng lượng ánh sáng, ta có thể bay lên như trước được không? Không thử sao biết được. Mau chạy đi. Ta lập tức lấy ra mấy cái mặt trời nhỏ hấp thụ. Sau đó ta nhảy lên bay vào không trung.
Tên này sao lại biết bay? Hắn vẫn là con người sao? Cho ta biết. Chỉ có dị thú tu luyện đến cực hạn mới có năng lực bay. Còn con người tu luyện càng khó hơn nữa. Chẳng lẽ hắn là loại sinh vật siêu phàm? Sao tên này không đuổi theo vậy? Nhìn bộ dạng nó có vẻ sợ ngươi. Chắc là con ngươi là loại tu tiên giả có thể lên trời xuống đất rồi. Tranh thủ lúc này giả vờ ai phong chút đi. Được, ta hắng giọng một cái. Tiểu huynh đệ, ngươi sợ ra bên ngươi mau về nhà chăm sóc vợ con đi. Nếu không hôm nay mạng nhỏ của ngươi sẽ bị ta bỏ lại đây đấy. Sao hắn biết ta có vợ con vậy? Chẳng lẽ hắn... Ta cũng không biết, nó đã coi ta là một loại đại năng thượng cổ có thể thấu hiểu tất cả. Tiền bối nói đúng, xin lỗi đã quấy rầy tiền bối. Ta bây giờ lập tức cút về nhà. Nó đi rồi, chạy nhanh chạy nhanh. Ta dồn hết sức bay về hướng căn cứ. Cuối cùng cũng thoát khỏi nó rồi. Nguy hiểm quá. Nhưng lúc này, khán giả toàn Hoa Hạ lại nổ tung. Hắn không phải đã mất sức mạnh rồi sao? Khi nào lại biết bay vậy? Biết bay chẳng phải càng tốt sao? Như vậy chúng ta cũng không phải lo hắn kéo chân nước nhà nữa. Ta hoàn toàn không dành để ý đến mấy lời bàn tán, mà tiếp tục tăng cường phòng thủ trong căn cứ, sợ rằng tên kia sẽ đuổi theo. Tuy nhiên điều ta lo lắng vẫn xảy ra. Loài người đáng ghét, lại dám dọa ta. Xin ngờ quên mất ngươi là một trong những người chơi xâm nhập vào huyễn cảnh. Ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là ăn người trước, sau đó dẫn theo vợ con và anh em của ta xâm lược hành tinh của các ngươi, cuối cùng ăn sạch tất cả người trong nước các ngươi. Ha 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 ha. Chủ nhân kích hoạt nhiệm vụ ẩn, đánh bại dị thú đỉnh cao cấp 2 báo săn bóng đêm, có thể nhận được phần thưởng lớn và một con báo săn bóng đêm làn thú cưỡi. Thú cưỡi, nghe có vẻ thú vị. Báo đen, tuy bây giờ ta không phải đối thủ, nhưng mấy loài thực vật này thì chưa chắc. Rốt cuộc chúng còn có năng lực gì? Ta cũng không biết. Ngươi còn không phải đối thủ của ta. Vậy mấy loài thực vật này thì mạnh được bao nhiêu? Ăn chiêu này của ta. Bóng đen gào thét. Lúc này những người Hoa Hạ đang xem trực tiếp đều bị cảnh tượng này làm chấn động. Dị thú này cũng quá mạnh. Ăn châm ăn tiên sinh của chúng ta còn có thể chống đỡ được không? Sống hết rồi, nếu hắn chết, tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta. Không đúng, các người nhìn kỹ lại xem. Sóng dao động mạnh quá. Hệ thống, con dị thú này rốt cuộc có thực lực thế nào? Chỉ là con kiến thôi. Theo cách phân chia của thế giới tu tiên, nó chỉ có thực lực trúc cơ kỳ mà thôi. Cường giả trúc cơ, đáng sợ như vậy sao? Đây là tình huống gì? Tại sao mấy loài thực vật này của ngươi lại không hề hấn gì? Ta hiểu rồi, đây chắc là cấm chế của căn cứ. Ăn thêm chiêu này của ta nữa. Bóng đêm anh tạc. Không thể nào, ta có thực lực trúc cơ kỳ đấy. Sao ngay cả tầng phòng ngự này cũng phá không nổi? Tranh thủ lúc này, đánh cho ta. Các đậu Hà Lan lại không thể phá vỡ phòng ngự. Làm sao vậy giống? Đã mở khóa chức năng tổng hợp thực vật. Thực vật mới sinh ra sau khi tổng hợp sẽ là ngẫu nhiên. Tất nhiên cũng có khả năng sau khi dung hợp không có bất kỳ thay đổi. Số lượng thực vật dung hợp tối đa là 8 cái. Vừa đúng, ta có 8 cây bán đậu Hà Lan. Vậy hãy dung hợp tất cả chúng đi. Đang dung hợp, mời chủ nhân kiên nhẫn chờ đợi. Dung hợp thành công, nhận được cây bán đậu Hà Lan phiên bản cơ dầu mắc. Ta cuối cùng đã thức tỉnh. Xuất sinh từ đâu tới, dám làm loạn trên địa bàn của ta. Đây là thứ gì vậy? Lại có khí tức của dị thú nguyên anh kỳ. Đó là thứ gì vậy? Lại là loài thực vật mới sao? Tại sao ngay cả xuyên qua màn hình tôi cũng cảm thấy một chút áp lực? Tôi càng ngày càng mong chờ chuyện tiếp theo sẽ thế nào. Tên ăn chăm ăn này mỗi lần đều có thể mang đến bất ngờ cho chúng ta. Vất vả cho ngươi rồi chủ nhân. Nếu không phải nhờ ngươi, ta bây giờ vẫn đang ngủ say. Vậy được, trận chiến này trước tiên giao cho ngươi đấy. Yên tâm đi chủ nhân, giải quyết nó chỉ cần một chiêu của ta là đủ. Chỉ là hù dọa xung thôi, ta không sợ ngươi đâu. Đi chết đi, bóng đêm anh tạc. Gai ngửa gai đủ chưa? Đến lượt ta rồi. Chiêu này gọi là nguyên khí đậu pháo. Tiểu huynh đệ, bây giờ ngươi còn bò dậy được không? Cái này không thể nào. Ta lại thua trước tay một người kỳ quái như vậy. Hừ, vợ con anh em của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thế là giải quyết xong rồi à? Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn, đánh bại báo săn bóng đêm, nhận được 500 mặt trời. Tốt, thế này lại có ánh nắng để trồng thực vật rồi. Do chủ nhân đánh bại đối thủ mạnh, toàn bộ người dân Hoa Hạ quốc sẽ được hưởng phần thưởng tăng cường. Phản ứng cộng 10, sức mạnh cộng 10, trí lực cộng 10, tuổi thọ cộng 10 năm. Tuyệt quá, cảm ơn An Châm Ân đã cống hiến cho chúng ta. Cuối cùng Hoa Hạ quốc của chúng ta cũng sắp trỗi dậy. Cảm tạ thượng đế. An Châm Ân đại ca. Không đúng, An Châm Ân đồng chí, anh là tấm gương của chúng tôi. Có vẻ như 10 điểm trí lực này quả thật đã khiến một bộ phận người tỉnh ngộ, còn một số người thì ôi, tôi không tiện nói. Còn một tiếng nữa là đến làn sóng dị thú tiếp theo. Mời chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Nhắc nhở ấm áp, căn cứ vào biểu hiện gần đây của chủ nhân, trò chơi huyễn cảnh sẽ tăng độ khó của đợt xâm lược dị thú lần này. Cái gì tăng độ khó?
chỉ là tăng độ khó thôi à. Có chức năng dung hợp thực vật này chắc không thành vấn đề lớn đâu. Ngươi đã mở khóa thú cưỡi mới. Báo săn bóng đêm, muốn thử không? Được, thử xem sao. Đang triệu hồi báo săn bóng đêm. Chuyện gì thế này? Tôi vừa rồi không phải đã chết rồi sao? Bình Lam, tại sao lưng tôi nặng trịch thế này? Ngươi xuống khỏi người ta. Ba người đáng ghét. Tiểu báo đen, bây giờ người đã trở thành thú cưng nhỏ. Ngoan ngoãn ở yên đây đi. Tại sao ta không dùng sức được? Ta không muốn trở thành thú cưng. Mau thả ta ra, ta muốn về nhà. Tiểu báo đen, người đã ràng buộc với chủ nhân của ta thành thú cưng rồi. Bất kỳ hành vi chống đối chủ nhân nào cũng sẽ không có tác dụng đâu. Chết tiệt, thanh danh cả đời của ta. Ngươi yên tâm, ngươi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi nữa. Nếu ta không gặp ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị những người trời khác xuyên đến đây giết chết. Nghe đến đây, bảo báo đột nhiên do dự. Nó biết tuy thực lực của con người trong huyễn cảnh vẫn chưa đủ để tiêu diệt nó, nhưng sớm muộn gì, con người sẽ đứng vững ở thế giới này, trở nên ngày càng mạnh. Cũng được, ngươi dựa vào thân thể này mà còn có thể đánh bại ta. Ta thấy ngươi là người có tài. Tất nhiên, ta cũng là vì nghĩ đến tính mạng của mình. Đây là công pháp ta sử dụng để tu luyện ở thế giới khác. Hy vọng sẽ có ích cho ngươi. Khoan đã, cái gì? Công pháp. Phát hiện công pháp tu luyện của dị thú. Đang nâng cấp công pháp. Chuyển đổi thành công pháp tu luyện của nhân tộc. Chuyển đổi thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được công pháp cấp CC Hỗn độn diễn thiên quyết. Hóa ra người ở thế giới các ngươi đều biết tu tiên à? Đúng là như vậy. Nhưng công pháp của ta vốn là cấp A. Tại sao đến chỗ ngươi lại biến thành cấp CC? Hệ thống của ngươi cũng quá nghịch thiên rồi. Nghe có vẻ thú vị. Hỗn độn diễn thiên quyết à? Ta bây giờ sẽ thử tu luyện xem. Chủ nhân, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Mà lúc này bên Hoa Hạ Quốc, vị ăn châm ân tiên sinh này đang làm gì vậy? Không biết nữa. Không ổn rồi. Sao tôi cảm thấy xung quanh anh ta vàng lóa, giống như đang phát sáng vậy? Lúc này, ta đang ngồi xếp bằng trong căn cứ. Kể từ khi xuyên Việt đến thế gian hoàn toàn không ngờ linh khí ở đây lại dồi dào như vậy. Ta bắt đầu vận chuyển hỗn độn diễn thiên quyết. Hỗn độn diễn thiên quyết, đột phá tầng thứ nhất. Đột phá tầng thứ hai. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, tôi chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, có một nguồn năng lượng dồi dào. Sao tôi cảm thấy ngay cả khi không có năng lượng tôi cũng có thể bay được? Trời ơi, chủ nhân, ngươi thực sự đã đột phá đến trung kỳ trúc cơ chỉ trong thời gian ngắn năm xưa. Tiểu báo đen phải mất tận 3 năm trời mới từ luyện khí đột phá đến trúc cơ. Thấy chủ nhân chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi đã từ không có căn bản đột phá đến trung kỳ trúc cơ, thực sự là một tài năng kỳ lạ. Chúc mừng chủ nhân đột phá trúc cơ kỳ. Đúng rồi, tôi quên hỏi. Đậu Hà Lan, ngươi ở cảnh giới trả lời chủ nhân, hiện tại tôi đang ở nguyên anh sơ kỳ. Ôi, có vẻ tôi vẫn còn một quãng đường dài phải đi. Trận thù thành lần thứ 3 đã đến. Mời chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Đến rồi. Lần này sẽ là ai nhỉ? Loài người đáng ghét, trả lại chồng tôi. Mẹ tôi, mẹ đừng vội. Mẹ nhìn kìa. Hả? Chồng tôi, sao anh lại phản bội? Rắc rối rồi, vợ tôi đến rồi. Chủ nhân cần phải cẩn thận đấy. Tên người đó có đang dụ dỗ anh không đấy? Sao anh lại ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn vậy? Hay là anh không biết loài người đã giết anh em của chúng ta sao? Tôi tất nhiên là biết rồi. Nhưng hắn rất mạnh. Để sống sót và không bị đói, chỉ có cách phục tùng mới là lựa chọn duy nhất. Mẹ đã phản bội tộc của chúng ta, con sẽ giết mẹ. Con trai, hai người đừng đánh nhau. Có gì thì nói chuyện một cách bình tĩnh được không? Đây là chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào. Ta phải giải quyết tên người đó trước, sau đó sẽ nói chuyện với bố con. Phát hiện dị thú cấp 3, bao sân bóng đêm hoàn toàn thể. Chú ý, dị thú cấp 3 có thực lực kiếm đàn kỳ. Chuyện gia đình, lại còn phải lôi kéo ta vào nữa. Là một ăn châm ân thật không dễ dàng chút nào. Mẹ, một đấu một đi. Với tư cách là trưởng tộc của báo săn bóng đêm, dùng chiến thuật thú hải quá thấp kém rồi. Chúng ta hãy dùng thực lực để nói chuyện trên đấu trường đi. Trưởng tộc, đừng đồng ý. Mẹ mạnh hơn tôi một cấp bậc. Một đấu một chỉ là đi chịu chết thôi. Không sao, vừa lúc ta cũng muốn thử hiệu quả của công pháp mới tu luyện. Mẹ báo, ta nhận lời thách đấu của mẹ. Trước đó, ta chỉ có một điều kiện cần nói rõ. Mẹ báo, ta nhận lời thách đấu của mẹ. Trước đó, ta chỉ có một điều kiện cần nói rõ. Điều kiện gì? Nếu thua, mẹ và anh em của mẹ sẽ gia nhập phe ta, tuân theo mệnh lệnh của ta bất cứ nào. Nếu ta thắng, thì người dân nước ngươi sẽ đồng quy vu tận. Được, ta đồng ý điều kiện đó. Mà bên Hoa Hạ Quốc thì đã hoảng loạn cả rồi. Trời ơi, tôi cảm thấy ăn châm ân tiên sinh hơi tự tin quá đà rồi. Liệu anh ta có đánh lại được dị thú mạnh như vậy không? Tôi nghĩ anh ta sẽ không thua đâu. Mỗi lần anh ấy đều có thể biến nguy thành. Tôi tin anh ấy có năng lực đó. Chú ý, trận thù thành lần thứ 3 sẽ diễn ra dưới hình thức đấu trường. Phần thưởng nếu thành công, đội quân báo săn bóng đêm có thể điều một bộ pháp khí kiếm đàn kỳ, một cây thực vật bí ẩn. Thực vật bí ẩn, pháp khí kiếm đàn kỳ, có vẻ thú vị đấy. Lần này ta nhất định phải giành công dịch chuyển ở ngay đây. Vào đi. Sau khi vào cổng dịch chuyển, tôi cảm giác như đã đến một thế giới khác. Cuộc quyết đấu sẽ diễn ra ở đây. Đối thủ của ngươi là mẹ con tao. Con trai, con lên trước đi. Con hiểu rồi mẹ. Loài người, đừng khinh thường ta. Tuy ta chỉ có thực lực trước cơ tiền kỳ, nhưng ta nghĩ muốn giết ngươi, ta không cần phải tốn nhiều sức lực. Chủ nhân, nhất định phải hạn thủ lưu tình đấy. Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Không vấn đề, ta sẽ có chừng mực. Tiểu báo, ra chiêu đi. Hừ hừ, tự đánh giá cao mình. Hãy nếm chiều bóng đêm gào thét của ta. Ngươi lại dễ dàng tránh được.
Có vẻ ngươi còn có hai chiêu nữa. Ăn chiêu này của ta. Sao ngươi chạy nhảy như con khỉ vậy? Ngươi chỉ biết chạy thôi à? Tiểu báo, con quá mạnh rồi đấy. Ta không dám phản công nữa. Giờ thì đã biết ta mạnh đến mức nào rồi chứ. Nhìn này. Mẹ ơi, nó bắt nạt con. Con trai yêu có chuyện gì vậy? Con người đáng ghét, dám làm hại con trai ta. Rắc rối rồi, có lẽ củ đá lúc nãy hơi nặng tay rồi. Khỉ thật, ngươi nhất định đã giấu sức mạnh. Ta rõ ràng đã đạt đến trúc cơ tiền kỳ rồi. Tại sao lại dễ dàng bị người đá bay như vậy? Liệu có khả năng ta hiện đã là trúc cơ trung kỳ không? Lần này là ta đánh giá sai rồi. Tiếp theo, ngươi muốn thắng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Con trai, con lui ra. Để mẹ tự mình đối phó với hắn. Mẹ cố lên. Chủ nhân, hiện tại ngươi mới chỉ có trúc cơ trung kỳ. Ngươi hoàn toàn không đối phó nổi bà ta. Điều này khó nói. Ta cảm thấy ta có thể cố gắng thêm một lần nữa. Đúng là dị thú kiếm đan kỳ, sức ép thật mạnh. Đã hoảng sợ chưa hả đồ đệ? Nếu ngươi chọn đầu hàng, trả lại chồng ta cho ta, ngươi vẫn còn một chút cơ hội sống. Đầu hàng, nếu là trước đây thì ta có thể cân nhắc. Nhưng tiếc thay, ta đang hưởng thụ cảm giác giết chóc vượt cấp này. Ta vận chuyển hỗn độn diễn thiên quyết tầng thứ 2. Linh khí đậm đặc xung quanh bắt đầu cuồn cuộn chảy vào cơ thể ta, thậm chí hình thành một luồng xoáy linh khí. Ngươi đã đột phá rồi. Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, lại còn chỉ trong thoáng chốc. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì vậy? Mẹ báo đã bị xứng sờ hoàn toàn. Về thiên phú tu luyện, bà ta đã là tuyệt đỉnh trong tộc rồi. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi đã tu luyện đến kiếm đan sơ kỳ. Nhưng ta chỉ trong chốc lát đã có thể tăng thực lực một đoạn dài. Sự chênh lệch tâm lý thật không nhỏ. Ôi, linh khí đã hết sạch, chỉ có thể miễn cưỡng tăng lên trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Không được, ta nhất định phải thắng ngươi. Đi chết đi, bóng đêm oanh tạc. Vậy thì hãy thử cái này xem sao. Luân xa cửu phần, hãy phá tan nó đi. Sức mạnh mạnh quá. Đòn này đã có đẳng cấp kiếm đan kỳ rồi, nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Xin lỗi, đã kết thúc rồi. Mẹ ơi, chỉ một đòn đã. Tôi thua rồi, tôi chịu thua. Bị một người loài trúc cơ kỳ đánh bại, cũng đã chọn đời không hối tiếc gì nữa. Chủ nhân, xin ngài, bài đã thua rồi, đừng động thủ nữa. Xin lỗi con trai, tất cả là lỗi của bố vô năng. Bố không thể bảo vệ được hai mẹ con. Vậy thì, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi phải không? Đúng vậy. Chúc mừng chủ nhân đã vượt qua thành công trận thủ thành lần thứ 3. Phần thưởng nhiệm vụ đã được phát. Nhận được đội quân báo săn bóng đêm có thể điều khiển. Một bộ pháp khí kiếm đan kỳ. Một cây thực vật bí ẩn. Tuổi thọ người hoa hạ cộng 5 năm. Đã gửi thông báo toàn cầu đến trái đất. Chào đón đại ca trở về. Đại ca vạn tuế vạn tuế. Thống nhất huyễn cảnh. Tốt lắm. Từ nay các ngươi là anh em của ta rồi. Có đội quân báo săn bóng đêm chấn giữ, ta còn sợ không sống nổi trong trò chơi sinh tồn này nữa sao? Các ngươi lùi ra trước đi. Chủ nhân gọi tôi có việc gì? Đúng vậy, ta có một số vấn đề muốn hỏi ngươi. Đại ca, chuyện gì vậy? Sao cảm thấy vẻ mặt ngươi nghiêm trọng thế? Lại còn phải dùng truyền âm để nói chuyện với ta. Vấn đề này liên quan đến tương lai. Ta hỏi ngươi trước. Thế giới mà các ngươi vốn sinh sống là như thế nào? Thế giới chúng ta vốn sinh sống được gọi là mạn hoang giới, là một hành tinh không đáng kể nhất trong vũ trụ mạn hoang. Ban đầu nơi đó linh khí đậm đặc, có vô số đại năng tu tiên từ mạn hoang giới manh nha. Nhưng đột nhiên có một ngày, mạn hoang giới bị hủy diệt vì lý do không rõ. Lúc đó ta còn nhỏ, nghe nói có một vị khổng lồ từ thời thượng cổ đã tách lục địa mà chúng tộc dị thú đang sinh sống ra khỏi mạn hoang giới. Nhờ vậy mà các bậc tiền bối mới tồn tại, nên mới có thế giới huyễn cảnh này. Còn về những chuyện xảy ra sau đó thì ta không nhớ rõ. Sau này, nhân loại trái đất các người đã tiến vào lãnh địa này. Nguyên lai là như vậy. Ta còn một câu hỏi nữa. Người loài đang xuyên việt đến huyễn cảnh, hiện tại họ đã đến đẳng cấp nào? Các huynh đệ của ta nói, hiện tại chỉ có một bộ phận rất nhỏ đã tiến vào trúc cơ kỳ, còn đại đa số vẫn đang ở giai đoạn luyện khí. Nghĩa là họ đều đã được truyền thụ một số công pháp tu tiên phải không? Đúng vậy. Nhưng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, chỉ sợ chỉ có mình đại ca là ngoại lệ thôi. Mục đích hệ thống đưa chúng ta đến đây là gì vậy? Liệu nó muốn cứu trái đất hay muốn hủy diệt trái đất? Hiện tại ta vẫn chưa thể trả lời ngươi. Bây giờ điều ta cần làm là giúp ngươi tăng cường thực lực, càng nhiều càng tốt để sống sót ở đây, vì sau này dị thú ngươi gặp phải sẽ ngày càng mạnh hơn. Điều này tự nhiên không cần ngươi phải. Câu hỏi cuối cùng, tại sao tộc dị thú của các ngươi lại tàn sát loài người một cách tàn bạo như vậy? Điều này ta không biết, có lẽ là phản ứng bản năng đối với sinh vật cấp thấp thôi. Dù sao khi giết chóc, chúng ta luôn không thể kiểm soát được dục vọng của mình. Tuy nhiên tộc báo săn bóng đêm của chúng ta có một mức độ linh trí nhất định, cộng thêm sự trợ giúp của công pháp tu luyện, có thể kiểm soát được phần nào. Ta hiểu rồi. Thời gian còn lại, ta sẽ bắt đầu tu luyện hỗn độn diễn thiên quyết trong căn cứ. Quá tuyệt vời, lại đột phá rồi. Đậu Hà Lan, chúc mừng chủ nhân, ngài hiện đã trở thành một tu sĩ kiếm đan kỳ rồi. Bây giờ thực lực của ta chắc có thể tự mình đối phó với làn sóng dị thú tiếp theo rồi phải không? Ai đó cứu tôi với. Động tĩnh gì vậy? Bên ngoài xảy ra chuyện chủ nhân, có vẻ là một người phụ nữ, có giải quyết luôn không?
ngươi đừng vội. Để ta ra xem xảy ra chuyện gì đã. Cứu, các ngươi đừng tới gần tôi. Người chơi của Hòa Hạ Quốc, ta biết ngươi đang ở trong đó. Mau cứu ta. Quốc gia của ngươi đã bị tộc của ta xâm chiếm rồi. Chắc bây giờ đã diệt vong rồi. Ngươi còn có thể chống cự gì nữa đâu. Chúng ta đưa ngươi đi đoàn tụ với gia đình của ngươi có phải tốt hơn không? Nghe đến đây, người phụ nữ hoảng sợ khóc lóc thất thanh. Gia đình bạn bè tôi đều không còn xa. Nếu không phải tôi cảnh giới quá thấp, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết sạch lũ xúc sinh các ngươi. Lúc lâm chung còn nói năng cuồng loạn. Các huynh đệ cùng lên, ăn thịt nó. Lũ xúc sinh, đừng có làm loạn. Là một người loài khác. Lại có thức ăn tự đưa đến cửa. Ta không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp phóng ra một chiêu kiếm. Rắc rối rồi, sức mạnh chiêu này là tu sĩ kiếm đàn kỳ. Chạy mau, sao lại có người loài kiếm đàn kỳ ở đây? Đã đến rồi thì, tại sao không ngồi lại uống trà với ta đây? Nói xong ta lại phóng ra một chiêu kiếm nữa, trực tiếp chém chết tất cả những con chim tấn công. Trầm trồ, lúc này bên trong Hòa Hạ Quốc, liệu những chiêu thức vừa rồi có phải do người thường có thể làm được không? Quá ngầu quá. Chẳng lẽ anh ta đã đạt được cơ duyên gì, trở thành một vị tu tiên trong truyền thuyết? Sự việc này mới xảy ra bao lâu vậy? Cô không sao chứ? Ô, tôi vừa để ý thấy, cô gái này xinh quá, nhưng mỹ nhân nước cao ly, phần lớn đều là do công nghệ và phẫu thuật. Cảm ơn anh đã cứu tôi, thank you Simider. Không sao, từ giờ cứ giao cho tôi lo. Đây là lần đầu tiên có người nói cảm ơn tôi trực tiếp. Nhìn tôi đang tâm trạng tốt, tôi quyết định tạm thời thu nhận cô ta. Có vẻ như, nước cao ly của các người đã thất thủ rồi à? Không cách nào, không biết vì lý do gì, nhưng con quái vật này đã tấn công căn cứ của tôi trước. Ngay cả khi trận thủ thành tiếp theo chưa đến. Cái gì? Chuyện gì thế này? Dị thú nổi loạn à? Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Theo lẽ thường thì dị thú sẽ theo hệ thống tấn công vào thời gian nhất định mới đúng. Trời ơi, chúng nó đến luôn rồi. Các ngươi có phải là Tào Tháo không vậy? Ăn thịt chúng nó. Trả thù cho các huynh đệ. Phát hiện đàn dị thú cấp 2, đại bàng săn mồi. Sao lại nhiều vậy? Trời ơi, nhiều hơn cả lần trước ta gặp phải. Cô tránh ra xa một chút. Tôi sợ lát nữa làm bị thương cô. Quyết định một mình đối phó với chúng ta sao? Buồn cười quá. Tuy chúng ta chỉ là dị thú cấp 2 có thực lực chút cơ kỳ, nhưng chỉ một con chúng ta phun nước bọt cũng đủ làm người chết đối rồi. Dù ngươi có là kiếm đàn kỳ thì làm sao? Tiểu tử, hãy đầu hàng đi. Chúng ta có thể để cho người chết một cách nhẹ nhàng ha. Nếu là trước đây thì có lẽ ta còn có thể đỡ. Nhưng bây giờ ta đã hoàn toàn khác rồi. Nhiệm vụ tạm thời phát hành. Hiện tại căn cứ chưa ở trạng thái chiến đấu. Đánh bại làn sóng dị thú tấn công có thể nhận được gấp 3 phần thưởng. Ô, đại ca, anh cười cái gì vậy? Rõ ràng là đang nguy hiểm đến tính mạng. Có tin tôi không? Cái gì? Muốn cược không? Tôi có thể giải quyết chúng trong vòng 20 giây. Nếu tôi thắng, cô hôn tôi một cái được không? Ngươi, ha ha, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi không có hứng thú với loại phụ nữ như các người. Xông lên, giết chúng đi. Hỗn độn diễn thiên quyết tầng thứ 3, kiếm thuật. Chết đi. Điều này không thể nào. Những con chim khổng lồ kia đã bị chém hết sạch. Quá đáng sợ. Người chơi của Hòa Hạ Quốc rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào vậy? Tôi thắng rồi. Đợt này chưa đến 10 giây. Quá yếu. Hệ thống, sao không hiện cửa sổ phần thưởng vậy? Vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu. Phát hiện dị thú cấp 3 sơ kỳ, đại bàng săn mồi vương. Chỉ thấy một trận gió lốc thổi vào trong căn cứ. Lũ hạ đẳng, dám làm tổn thương tộc nhân của ta. Ô, tên này cũng đạt kiếm đàn sơ kỳ như ta. Thú vị đấy. Hệ thống à, tại sao gần đây liên tục có dị thú kiếm đàn kỳ tìm đến cửa vậy? Điều này tạm thời ta vẫn chưa thể nói cho ngươi. Nó đến rồi. Đại ca không sao chứ? Khá lắm. Lợi dụng lúc ta không để ý mà tấn công âm thầm. Ngươi có thể chịu nổi đòn này của ta, chứng tỏ ngươi cũng có chút tài năng. Để ta cho ngươi thấy thực lực thật của ta đây. Khí tức của nó đang tăng lên. Kiếm đàn trung kỳ, khá lắm. Nguyên lai là giả vờ yếu. Ta ghét nhất khi người khác diễn trò này trước mặt ta. Ta mới là nhân vật chính của bộ phim này cơ mà. Ta lập tức vận chuyển hỗn độn diễn thiên quyết, mở công suất tối đa hấp thu linh khí trời đất xung quanh. Ngươi dám hấp thu linh khí trời đất như vậy, không sợ cơ thể nổ tung à? Ta tạm thời đẩy thực lực của mình lên đến kiếm đàn sơ kỳ đỉnh phong. Chúng ta đổi chỗ đánh đi, chỗ này không thích hợp lắm. Ngươi lại có sức mạnh lớn như vậy, là ta đánh giá sai rồi. Ăn chiêu xoáy gió bạo tạc của ta này. Cái gì? Thực vật mới đã mở khóa. Chúc mừng chủ nhân nhận được thực vật của anh Đào Hạt Nhân. Hả? Của anh Đào Hạt Nhân? Hệ thống ngươi không nhầm đấy chứ? Không nhầm đâu. Còn về cách sử dụng, tất nhiên là gieo xuống đất như một loài thực vật bình thường thôi. Được rồi, Bàng Vương, ta đổi ý rồi. Đã đến tận đây rồi, ngươi bảo không đánh nữa à? Không được, hôm nay nhất định phải phân thắng bại. Ai thắng ai thua không quan trọng. Hay là thế này, ta có một món quà muốn tặng ngươi. Đây là thứ gì vậy? Ngươi cứ ở lại chơi với nó đi. Ta đi trước một bước đây.
Mau chạy đi, sức công phá của anh đào hạt nhân này trong phạm vi 10 cây số sẽ không còn sinh vật sống sót. Đáng sợ quá, vậy còn bao nhiêu giây nữa nó mới nổ? Khi ngươi ra khỏi phạm vi nổ, ta sẽ tự động kích nổ nó. Vậy thì được. Thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Khá lắm, thật hoành tráng. Sức công phá này có thể sánh ngang với vũ khí hạt nhân của trái đất rồi. Không đúng, lúc này không nên có thông báo hoàn thành nhiệm vụ sao? Vẫn chưa giết được đại bàng săn mồi vương. Mời chủ nhân hãy giết nó đi. Không thể nào, một của anh đào hạt nhân mà cũng không làm gì được nó. Kỳ thật, dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó với ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thử lần nữa? Có câu rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Dù ta đã bị thương nặng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi lại chơi xấu. Trái đất có câu ngạn ngữ nói hay là mình bất yểm trá, thua trong tay ngươi. Hôm nay ta thật thiệt thòi lớn. Chúc mừng chủ nhân nhận được gấp 3 phần thưởng. Phần thưởng đã được gửi đến không gian hệ thống. Chủ nhân đã đánh bại đàn đại bằng săn mồi và tiêu diệt chúa tể, nhận được gấp 3 phần thưởng. Tuổi thọ trung bình người Hoa Hạ cộng 45 năm, tất cả thuộc tính cộng 15 điểm. Trời ơi, 45 năm tính ra, tuổi thọ trung bình người Hoa Hạ ít nhất cũng phải trên 130. Quá tuyệt vời. Hệ thống, ngươi làm được như vậy thế nào? Ta chỉ là một hệ thống phân nhánh độc lập mà được thiết kế để phục vụ riêng khả năng để tăng tuổi thọ trung bình cho người Hoa Hạ. Thì ta không làm được. Vậy rốt cuộc đây là làm thế nào? Ta không hiểu. Hoặc giả có lẽ một ngày nào đó người sẽ hiểu thôi. Hỗn độn chí tôn, đúng là người ta đã nhanh chóng đạt đến kiếm đàn kỳ như vậy. Cái hồn phách còn sót lại của ta đã trụ vững hàng trăm triệu năm rồi. Sắp xong rồi, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đại ca, không phải, tiền bối, cảm ơn tiền bối đã cứu mạng tôi. Không cần cảm ơn, dị thú đã được giải quyết. Tiếp theo cô định đi đâu? Tôi cũng không biết nữa. Căn cứ phù văn của tôi đã bị quốc gia của chúng tôi chắc cũng đã bị dị thú tấn công tan hoang rồi. Tôi không còn chỗ nào để đi cả. Vậy cô, không được, thế giới huyễn cảnh khắp nơi đều là tổ của dị thú. Để cô đi một mình như vậy rằng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa cô cũng chỉ có thực lực chút cơ kỳ, để cô ở lại cũng có chút ích lợi. Tôi chìm vào suy nghĩ. Lúc này bên Hoa Hạ quốc có câu anh hùng khó qua ai mỹ nhân. Tôi thấy đại ca chắc là đang thèm khát thần sắc của ta đấy. Nói nhăng nói cội gì vậy? Trong tình huống này, đối mặt với đạo quân dị thú ngày càng mạnh, chỉ có đoàn kết mới là đối sách tốt nhất. Với thực lực của anh Sherman đại ca thì cần gì phải đoàn kết chứ? Điều đại ca cần là có người sưởi ấm giường chăn. Các người nói nhăng nói cội cái gì vậy? Anh hùng khó qua ai mỹ nhân gì? Thèm khát thần sắc gì? Các người nghĩ cô ta xứng đáng sao? Đại ca có phải là trên thuyền vì tôi quá yếu? Nếu thế thì tôi sẽ đi ngay bây giờ. Thôi được rồi, cô cứ ở lại. Vừa lúc một mình tôi ở đây cũng hơi buồn chán. Cảm ơn anh. Này, cô cầm lấy quyển công pháp tu luyện này. Đây là phần thưởng cấp 3 lần hệ thống ban cho tôi. Công pháp cấp A, Thái nhất thần lôi quyết. Hiện tại tôi có 3 bản. Tôi sẽ đưa một bản cho cô tu luyện. Tiền bối thật là rộng lượng. Tôi đại diện cho toàn thể nhân dân Cao Linh Quốc cảm tạ ngài. Không cần cảm ơn, nhưng hãy nhớ, sau này cô phải chiến đấu vì tôi. Tôi hiểu rồi, tiền bối. Trong những ngày tiếp theo, dị thú không tấn công căn cứ của tôi. Nhân cơ hội này, tôi chăm chỉ tu luyện. Trong sự bao bọc của linh khí đậm đà, tôi nhanh chóng tiến giai đến kiếm đàn hậu kỳ. Tôi cũng đã đột phá rồi, tốt quá. Nhìn kỹ lại, tôi phát hiện cô gái này đã tiến giai đến trúc cơ trung kỳ. Công pháp của tiền bối của thật là lợi hại. Lần đầu tiên cảm thấy tu luyện lại đơn giản như vậy. Cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi hơi bồi dối. Tôi thật không ngờ cái nhìn của cô khiến tâm trạng tu luyện của tôi bị lung lay. Dù sao trước khi biến thành Ultraman, tôi cũng từng là một con người mà. Đúng rồi, tôi có một số pháp khí ở đây. Cô xem có cần món nào không? Tiền bối thật là hào phóng. Vậy tôi không khách sáo nữa. Cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi rồi. Không gian bên trong căn cứ phủ văn này thật tiện lợi. Cô đang làm gì trong phòng tôi vậy? Tiền bối không vào ngồi à? Khoan đã, đây không phải phòng của tôi. Xin lỗi, tôi đi nhầm chỗ rồi. Đừng đi, tiền bối, ngài không đi nhầm đâu. Không ngờ, ngay sau đó tôi bị cô ta kéo xuống. Cô làm gì vậy? Đương nhiên là để đền đáp ơn tiền bối rồi. Đúng rồi, tôi chưa nói tên mình với ngài. Tôi tên là Lý Yến Thư. Lý Yến Thư, cái tên nghe cũng hay. Ha ha ha, nói thật với tiền bối nhé. Tôi muốn cùng tu luyện với tiền bối. Tu luyện, chuyện gì vậy? Sao tôi cảm thấy toàn thân nóng ra? Ý thức cũng hơi mơ hồ. Này, tỉnh lại đi, đừng để cô ta ảnh hưởng đến. Quả nhiên như dự đoán, cô gái này sinh ra đã có thân thể. Tuy đối với dị thú vô dụng, nhưng đối với loài người thì rất có hiệu quả, bởi vì nó có thể vượt qua cảnh giới. Thôi được, này, để ta giúp ngươi một tay. Hỗn độn diễn thiên quyết tầng thứ tư, linh kỹ, tâm thần trấn xạ. Hả? Đầu tôi, suýt nữa thì mắc bẫy của cô rồi. Ngài, rắc rối rồi, thân thể quyến rũ của tôi không có tác dụng với ngài. Không ngờ ngài lại có chút tài năng. Nếu cô muốn cùng tu luyện với tôi, vậy thì chúng ta tu luyện cho đủ đi. Chuyện gì vậy? Đang xem phim vui vẻ, sao đạo diễn lại cắt cảnh vậy? Tôi cũng không hiểu nữa. Trời ơi, tôi đã đạt đến kiếm đàn hậu kỳ đại viên mãn chỉ trong một lần. Chỉ cách Nguyên Anh kỳ một bước ngắn nữa thôi. Chuyện này là sao vậy? Do chủ nhân sử dụng hỗn độn diễn thiên quyết tầng thứ tư, khi tu luyện cùng với người khác giới sẽ nhận được nhiều hiệu quả phụ. Hả? Vậy lúc này tôi đã làm gì? Đúng vậy, đã làm tất cả, và tất cả đều nhờ có tôi.
Hệ thống khốn nạn, ngươi điều khiển cơ thể của ta mà không được phép. Nếu không có ta, ngươi đã bị cô gái cao ly kia hút sạch linh lực rồi. Cái gì? Hệ thống khốn nạn, điều khiển cơ thể của ta mà không được phép. Nếu không có ta, người xin nữa đã bị cô ta hút sạch linh lực rồi. Hệ thống bắt đầu kể lại những gì vừa xảy ra. Nguyên lai là vậy, cô gái kia sinh ra đã có thân thể cộng thêm hỗn độn diễn thiên quyết của ta, nên mới đột nhiên từ kiếm đan hậu kỳ đột phá đến nửa bước người này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ ta không thể đạt đến cảnh giới cao hơn sao? Được rồi, ra ngoài xem nào, cô ta đang đợi người đấy. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Bây giờ tôi cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Cảm ơn tiền bối. Tại sao lại cảm ơn tôi? Tôi đã làm chuyện đó với cô. Lúc này tôi mới nhận ra cô đã đạt đến kiếm đan kỳ rồi. Nhanh quá. Chúc mừng chủ nhân đạt thành tựu. Có một đạo hữu kiếm đan kỳ, nhận được một cây thực vật bí ẩn. Đạo hữu, tất cả đều nhờ tiền bối. Nếu không có tiền bối, Thư Nhi không thể tu luyện nhanh như vậy. Thư Nhi, xong rồi, cô gái này đã thực sự bám lấy tôi rồi. Hệ thống ơi hệ thống, ngươi thật không ra gì. Ngươi xem ngươi đã làm chuyện gì nữa. Thôi được, bây giờ đã xảy ra rồi, cứ để mặc nó vậy. Thực vật bí ẩn là gì vậy? Chủ nhân nhận được thực vật bí ẩn, tường hạt rẻ siêu cấp, có thể tiêu hao linh lực để trồng và dung hợp với các loại thực vật khác, sẽ tạo ra nhiều hiệu quả bất ngờ. Tôi có chút nghi ngờ, nên đã trồng một cây tường hạt rẻ, có vẻ không bình thường. Chỉ là một bức tường hạt rẻ dày hơn thôi. Bây giờ hãy trồng thêm vài cái nữa, rồi thử dung hợp tất cả cho rồi. Đang tiến hành dung hợp thực vật. Mời chủ nhân chờ một lát. Dung hợp thành công. Nhận được thực vật kiếm đan có đai hạt rẻ. Cái này là gì vậy? Xe tăng cũng được coi là hệ thống. Tôi có một câu hỏi. Cây đậu hà lan dung hợp tuy có đai hạt rẻ này không, nhưng tôi không khuyên người nên làm vậy. Nếu dung hợp thất bại, hai cây thực vật này sẽ mất. Thôi được rồi, Thư Nhi, chúng ta lên xe đi. Tôi đưa cô đi dạo một đậu hà lan. Ngươi ở lại trong coi căn cứ. Đậu Hà Lan, ngươi ở lại canh gác căn cứ. Yên tâm đi chủ nhân, chỗ này có ta trông coi. Chủ nhân và phu nhân, hãy cẩn thận khi ở ngoài. Hả? Chú mù. Tội lỗi, A-di-đà Phật. Sau đó tôi lái chiếc xe tăng hạt rẻ, tiến về phía ngoài trời. Ở đây vậy, hãy thử xem sức mạnh của chiếc xe tăng này lớn đến mức nào. Pháo đai hạt rẻ, bắn thử một phát về phía khu đất chúng. Được rồi chủ nhân, bấm châm lửa. Bắn đi. Trời ơi, sức công phá lớn quá. Sự đánh giá có sức mạnh kiếm đan hậu kỳ. Đối phó với dị thú cấp 3 bình thường thì dư sức. Cảm ơn chủ nhân đã khen ngợi. Thực ra tôi không chỉ có thể biến thành xe tăng. Chúng tôi pháo đai hạt rẻ còn có thể biến hóa thành nhiều thứ khác. Chẳng hạn như cái này, máy bay chiến đấu, hoặc cái này. Trời ơi, trực thăng tấn công. Tôi còn có thể biến hóa thành nhiều thứ khác nữa. Tôi thực sự ngạc nhiên. Tuy hiện tại pháo đai hạt rẻ chỉ có đẳng cấp kiếm đan, nhưng kỹ năng biến hóa tùy ý này không phải ai cũng có thể học được. Ai dám nằm loạn ở đây vậy? À, có sâu bọ, ghê quá. Lại là những người đẹp loài người. Ha ha ha, hôm nay lại có thịt ngon để ăn rồi. Này, lũ sâu bọ, đừng khinh thường ta. Lão gia tử, ngươi là thứ gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Ta lập tức tỏa ra làn sóng linh lực mạnh mẽ. Đây là một nửa bước nguyên anh. Hắn đến đây làm gì? Rắc rối rồi. Không nên chọc hắn. Đại ca, tiểu đệ có mắt không trồng. Không biết đây là vị tiền bối nào đã tu thành hình người đến đây. Chúng tôi chỉ ra ngoài dạo chơi thôi. Tiền bối không cần sợ hãi. Nếu không phải tổ tông của chúng ta còn đang đại, thì một nửa bước nguyên anh như người cũng không phải đối thủ của nó. Tiền bối, tổ tông của chúng tôi đang đại tu gần đây. Xin tiền bối đừng đi quấy rầy. Tổ tông của các ngươi, hắn đạt đến cảnh giới nào? Tôi không biết. Nhưng tiền bối, e rằng với trình độ của tiền bối sẽ rất khó đối phó với tổ tông. Từ lâu nay, sinh vật trong thế giới huyễn cảnh nhờ linh khí mà sinh ra. Tộc trùng độc trước mặt đã đạt đến trình độ thông minh tương đối cao. Vậy có nghĩa là chỉ cần có linh trí thì có thể bị thuần hóa. Nếu tộc báo săn bóng đêm đã bị thuần, tộc trùng độc cũng chắc chắn có thể. Hiện tại đối với ta, việc sinh tồn không còn là vấn đề khó khăn nữa. Mục tiêu ta cần đạt được là chinh phục toàn bộ thế giới huyễn cảnh này. Ta định đi gặp tổ tông của các người. Người tu luyện cần phải chiến đấu thực tế để tích lũy kinh nghiệm, như vậy mới có thể sống sót tốt hơn ở đây, phải không? Tiền bối nói đúng. Ta vừa xuất quan, đã có người đến khiêu chiến ngay rồi à? Để ta xem ai là tiểu tử dám có khí phách. Ngươi là ai? Đây là cảnh giới nguyên anh sao? Chỉ với vài câu nói đã có sức ép rất mạnh. Phát hiện dị thú cấp 4 trung kỳ. Nguyên anh trung kỳ, trung độc vương. Chỉ là một nửa bước nguyên anh mà thôi. Ngươi thật là liều lĩnh. Chênh lệch quá lớn. Nửa bước nguyên anh đối đầu với nguyên anh trung gần như không thể thắng được rồi. Ta không muốn bắt nạt một tiểu tử như ngươi. Đợi khi nào ngươi đột phá đến nguyên anh kỳ rồi hãy đến tìm ta. Đừng khinh người quá đáng. Thời gian 3 ngày, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải khóc lóc gọi mẹ mà về. Kiếm khí, nhất kiếm mở thiên môn. Phá cho ta. Phá.
chủ nhân lần thứ 99 thất bại trong việc đột phá. Hãy thử lại. Tại sao? Đã cho tôi một cơ hội tái sinh rồi mà. Đột phá đến giai đoạn nguyên thân khó đến vậy sao? Chỉ trong nửa tháng người đã đột phá từ không có gì đến đại viên mãn kiền đơn. Người vẫn chưa hài lòng sao? Đây ở giới mạnh thú, tu luyện giả cần hàng trăm năm mới đột phá nguyên thân. Người hãy biết đủ đi. Mạng sống do ta chứ không phải 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thường kẻ trẻ tuổi nghèo. Cút đi. Tốc độ tu luyện của tiểu tăng còn chậm hơn người. 3 ngày nữa, ta đã hứa sẽ chiến đấu với vương trùng sau 3 ngày, đánh cho nó kêu mẹ luôn. Hệ thống à, ta quá muốn tiến bộ rồi. Vậy ta phải làm sao? Chẳng lẽ đưa người vào không gian hệ thống cùng với? Đúng rồi, người đợi ta một chút. Ta tìm một thứ đã. Đường Hoàng, chúc mừng chủ nhân nhận được pháp khí cấp CC. Bảo tháp huyền cơ, pháp khí này sở hữu quy luật không gian độc đáo. Một ngày bên ngoài, tương đương 30 năm bên trong bảo tháp. Tại sao không đưa hung khí mạnh mẽ như vậy ra sớm hơn? Hệ thống à, ngươi thật đáng chết. Nhanh, để ta vào đi. Đừng vội, để ta mở khóa trước đã. Được rồi, tiếp theo, ta cần một giọt tinh huyết của ngươi. Như vậy bảo tháp sẽ công nhận ngươi là chủ nhân. Nguyên lai như vậy. Tinh huyết. Được rồi, ngươi có thể vào trong đó. Lần sau có báu vật như vậy nhất định phải báo trước cho ta. Để ta có chút tâm lý chuẩn bị. Tên nhóc này vẫn quá gấp gáp muốn thành công. Hừ, trên đời này không có gì là miễn phí cả. Sở hữu tháp này cũng phải trả giá. Tháp này là luyện hồn tháp. Bất kể phàm nhân hay tiên nhân đều phải chịu đựng khổ hình mới có thể ngộ ra chân lý, nâng cao đạo tâm và cảnh giới. Cuối cùng cũng vào được rồi. Mặt đất trời tốt lành, linh khí bên trong tháp lại đậm đặc đến vậy. Ta ngồi xếp bằng, vận công pháp hấp thu linh khí, nhưng ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Có khí tức sát khí, hãy chịu đựng đi phàm nhân. Tiểu Hắc Bào, ngươi làm gì ở đây? Tại sao lại tấn công ta? Ngươi không phải là chủ nhân của ta. Chúng ta đã lâu không ưa ngươi rồi. Bọn ta sẽ không nghe lệnh của ngươi đâu. Chết đi. Ngươi làm sao có thể đạt đến trình độ đại viên mãn kiền đơn? Dường như dù ta nói gì ngươi cũng sẽ không nghe. Hỗn độn diễn thiên quyết, kiếm thuật, nhất kiếm mở thiên môn. Tại sao? Hệ thống à? Kỳ thật, tại sao không có phản ứng gì hết? Hừ, tâm cảnh là gốc rễ của tu luyện giả. Tuy có võ công cao cường, nhưng nếu tâm cảnh không có chút tiến bộ nào, rồi sẽ đi vào ngõ cụt, lạc lối tu luyện. Còn gì nữa không? Hệ thống, ngươi ra đây. Dù ngươi vẫn cố gắng, trốn đi đâu cũng vô ích. Phải chăng, đây là cơ chế bên trong tháp? Ta sẽ truy sát ngươi đến tận cùng trời cuối đất, cho đến khi ngươi hoàn toàn chết đi. Bây giờ hẳn là đã kết thúc rồi chứ? Kỳ thật, tiêu hao quá nhiều linh lực rồi. Chủ nhân. Ô, là lão đậu, cuối cùng ngươi cũng đến. Thật tốt quá. Chủ nhân, xin lỗi. Tại sao lại đánh ta? Chủ nhân quá khinh thường người khác rồi. Lần trước ta muốn mang ngươi đi chơi, nhưng ngươi lại bảo ta canh cửa. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ngươi đánh ta? Ngươi quá kiêu ngạo rồi. Từ khi nghe nói ngươi đi đánh với vương trùng nguyên thân, lúc đó ta đã cảm thấy chủ nhân quá tự đánh giá cao năng lực mình. Chẳng phải như vậy sao? Ta đã trở nên mạnh hơn rồi. Chúng ta không thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chỉ làm hại chúng ta. Hãy chịu đựng đi. Nhất định là giả. Đã kết thúc chưa? Chủ nhân, ngươi không thể đi xa như vậy được. Cút xa ra, ta không muốn nhìn thấy các người nữa. Ta ngồi xuống đất, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Nhất định phải nhanh chóng đạt tới nguyên thân, rồi đánh bại vương trùng. Như vậy ta mới có thể chứng minh bản thân. Tiền bối, lại đến nữa à? Không biết lần này, tiền bối gặp phải mỹ thuật của ta, có thoát khỏi được không nữa? Tiểu thư, ngươi đừng tới gần. Ta đã sớm biết lai lịch của ngươi rồi. Ngay đó nếu không có hệ thống phía sau giúp ngươi, thì tu vi của ngươi ít nhất cũng bị ta hút đi một nửa. Kỳ thật, lại bị mỹ thuật của nàng ta. Tại sao lại là lúc này? Ngủ đi, tiền bối. Hãy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ đi. Không được, tuyệt đối không thể ngã xuống ở đây được. Các ngươi đều nói ta gấp gáp muốn thành công, nhưng mục đích cuối cùng của ta là để bảo vệ trái đất xanh, chinh phục thế giới ảo ảnh, tìm ra tất cả bí mật đằng sau nó. Hãy tấn công tới đi, ta tuyệt đối không bỏ cuộc đâu. Cho dù linh lực hoàn toàn cạn kiệt, thần chết đạo tiêu. Bộ tộc gặp nạn, quyền thuật. Ta phải bảo vệ trái đất, hoàn toàn chinh phục thế giới ảnh này, tìm ra tất cả bí mật đằng sau nó. Hãy tấn công tới đi, đừng cố gắng nữa. Ngươi tăng tiến quá nhanh, gốc rễ không vững. Nếu cứ chiến đấu như vậy, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi sức mạnh của hỗn độn diễn thiên quyết đâu. Ngươi biết ta tu luyện hỗn độn diễn thiên quyết từ đâu? Rắc rối rồi. Quyền thuật cấp 5, cự tượng khai thiên quyền.
Người đã lĩnh ngộ ngay lập tức quyền thuật cấp 5 của hỗn độn diễn thiên thuyết. Tiểu tử, người rất có thiên phú, quả nhiên không ngoài dự đoán, những thứ vừa xuất hiện trong tháp, tất cả đều là ảnh do người tạo ra phải không? Đúng vậy, ngươi có thể kiên trì 30 ngày trong trấn hồn có nghị lực như vậy, xứng đáng là người ta để mắt tới. Vậy thì để ta cho ngươi trải nghiệm sức mạnh của quyền thuật cấp 6 đã. Chỉ có bấy nhiêu sức mạnh thôi à? Đừng nhiều lời, ta vẫn có thể chiến đấu. Tốt, vậy ta sẽ tiếp tục chiến đấu với ngươi. Nơi có linh khí rồi giao thật tuyệt. Thế nào, 30 năm trôi qua rồi, ngươi không cảm thấy mệt mỏi chút nào phải không? Chuyện này là thế nào vậy? Luyện hồn tháp được chế tạo từ những vật liệu đặc biệt, một khi kích hoạt sẽ liên tục hấp thu linh khí từ thế giới ảo ảnh. Vì vậy, đây là nơi tuyệt vời để tu luyện. Tất nhiên, nếu không có đạo tâm và ý chí mạnh mẽ, cũng không thể kiên trì lâu như vậy ở đây. Ngươi muốn tiếp tục chiến đấu nữa không? Không cần nữa. Nếu tiếp tục chiến đấu, cho dù đành đến trời long đất lỡ, ngươi và ta cũng không phân thắng bại. Trong số các tu sĩ nguyên thân sơ kỳ, ngươi đã thuộc tầng lớp cao nhất rồi. Nhưng ta vẫn chưa đột phá nguyên thân. Điều đó chứng tỏ thực lực của ngươi không thể ở trong tháp này đến 30 năm trời. Giai đoạn kiến đơn của ngươi đã đạt đến đại viên mãn tột đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá nguyên thân. Nguyên lai như vậy, nếu ngươi muốn thách đấu vương trùng, hai người các ngươi cũng có sắp xếp ngang nhau. Thách đấu vương trùng ư, ta cảm thấy không cần thiết, chỉ là lời hứa đã thành. Làm sao có thể dễ dàng phụ bên ngoài một ngày, bên trong tháp 30 năm, bây giờ chỉ mới qua một ngày, không biết căn cứ bên ngoài ra sao nữa. Đi thôi, ra ngoài xem nào. Chủ nhân đã trở về. Ngài vẫn chưa đột phá đến nguyên thân sao? Tại sao vậy? Chưa đột phá là vì tạm thời chưa cần thiết. Khí tức của chủ nhân thậm chí không kém gì ta. Xem ra lần này trong tháp, chủ nhân đã củng cố tu vi không ít. Đúng rồi, chủ nhân, gần đây bộ tộc trùng quỷ có động tĩnh rồi. Chuyện gì vậy? Chúng ta vừa giết không ít trùng quỷ tấn công căn cứ. Chúng ta không biết vì sao lại rơi vào trạng thái cuồng bạo. Trùng quỷ trong trạng thái cuồng bạo không thể giao tiếp, giống như những con thú hoang dã, thậm chí mất cả linh trí. Trên những xác phần này, ta cảm nhận được một luồng khí tức rất đặc biệt, giống như một mùi rất máu me. Hệ thống, ngươi có ngửi thấy không? Đó là một loại khí tức cuồng bạo. Đừng tiếp xúc với nó quá lâu. Ta hiểu rồi, nhất định là hắn. Hắn đã ra ngoài. Là ai vậy? Theo ta. Đây là đâu? Khí tức cuồng bạo máu me chắc chắn đến từ nơi này. Chẳng lẽ là một con yêu thú nào đó bị phong ấn nhiều năm? Đúng vậy, cách đây hàng vạn năm, trong lịch sử giới mạnh thú, từng xuất hiện một số yêu thú tu luyện đến nguyên thân hậu kỳ. Nhưng khi tiến giai hóa thần thì đi vào máu cụt, lạc lối tu luyện, thân hồn tan rã, hoàn toàn trở thành cỗ máy giết người. Và con yêu thú bị phong ấn chính là một trong số đó. Sói hùng huyết. Phong ấn ở đây đã bị phá vỡ rồi. Trong hang không có dấu vết chiến đấu, cũng không có xác thân, xem ra nó đã thoát khỏi phong ấn từ lâu rồi. Vậy những con trùng quỷ kia chính là bị nhiễm khí tức máu me của sói hùng huyết, rồi xâm nhập vào căn cứ của ta. Nếu là như vậy, đi tới sao huyệt của trùng quỷ xem nào. Chúng chắc chắn đã gặp chuyện rồi. Được, khởi hành. Cứu với, cứu với. Tại sao lại? Hỡi đồng bào, ta phải chạy trốn ngay lập tức. Xin lỗi, ta không thể cứu được ngươi. Cái gì vậy? Trùng quỷ mất kiểm soát, phải đi giúp chúng nhanh lên. Vị tiền bối nào ra tay giúp đỡ vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bẩm tiền bối, con sói hùng huyết đã xông vào tổ của chúng ta, giết không ít đồng bào và lây nhiễm khí tức máu me cho những người khác. Tổ tông của chúng ta đang cố gắng chống trả con quái vật đó, nhưng ông ấy không thể chống đỡ lâu hơn nữa. Tiền bối, xin hãy giúp ông ấy với. Không vấn đề gì, tiểu huynh đệ ngươi đi tránh nạn, ta sẽ đi gặp hắn. Cảm tạ tiền bối. Tiền bối nhất định phải báo thù cho đồng bào của chúng tôi. Ta có thể cảm nhận được dao động từ con sói đó, dường như không mạnh như trước nữa. Có vẻ chỉ mới đạt đến mức nguyên thân hậu kỳ thôi. Vậy nếu ta liên thủ với chắc cũng có thể đấu lại được. Phát hiện chủ nhân lại muốn tự đánh giá cao năng lực, cảnh báo lần nữa, người vẫn chưa đạt nguyên thân, đừng vội đi chịu chết. Được rồi, ta hiểu rồi. Hệ thống, cho ta mượn trấn hồn tháp một chút, để cho con vương trùng và sói hùng huyết đó đánh nhau trước. Ta sẽ vào trong đột phá nguyên thân trước. Được rồi, chúc ngươi đột phá thành công. Trong tháp 30 năm, ngoài tháp chỉ một ngày, ta chỉ cần một tháng trong tháp là đủ rồi. Bắt đầu thôi, đột phá nguyên thân. Đan hóa nguyên thân, tam hoa tụ đỉnh, đạo thai ngưng tụ, phá. Cuối cùng cũng thành công. Tốt lắm, ngay lập tức tiến hành giai đoạn. Nhất định đừng làm ta thất vọng. Quá trình luyện thân, hợp nhất thành công. Chúc mừng chủ nhân đạt được nguyên thân trung kỳ, Phật tánh hạnh, phổ độ chúng sinh hướng dương. Chủ nhân, cuối cùng ta cũng đợi được ngài.
phá hoại lãnh địa và làm tổn thương đồng bào của ta. Súc sinh, mối thù này không trả thì trời tru đất diệt. Hê 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 hê, cái thân thể này thật không chỉ tiếc là kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, cần rất nhiều thời gian để phục hồi. Nhưng nguyên thân hậu kỳ cũng đủ để đối phó với ngươi rồi. Thân thể, hắn đang nói nhăng nói cội gì vậy? Kỳ thật, tên súc sinh nguyên thân hậu kỳ này từ đâu chui ra vậy? Trước đây chưa từng nghe nói về quái vật này. Thôi bỏ đi, ngươi hãy nén chiêu này. Hồng Ma Đinh, Hồng Ma Đinh, Hồng Ma Đinh. Ngay cả chiêu này cũng không thể khống chế hoàn toàn nó sao? Con vật nhỏ, người vẫn còn non lắm. Hãy thử chiêu mới mà ta tạo ra với cái thân thể này xem. Huyết quang bạo liên pháo. Quá mạnh, ta không thể chống đỡ nổi hai chiêu. Chẳng lẽ sẽ kết thúc ở đây sao? Nếu tên nhóc ngạo mạn kia đến đây, chắc ta cũng không thể chống đỡ nổi một chiêu. Hắn chết tiệt, nếu không phải chúng ta ăn châm ân vẫn luôn lấy lòng nhân từ làm thì các ngươi đã sớm bị ta xé thây tám mảnh rồi. Một bên tránh ra. Giọng quát tháo của ngươi cũng khá to đấy. Tiếc thật, những con vật này đã bị khí tức máu me xâm nhập, mất hết linh trí, không biết sợ hãi là gì cả. Áp bức chúng bằng khí thế thì vô dụng rồi. A Di Đà Phật, vậy ta sẽ dùng pháo đài hạt rẻ. Ngài sẽ đối phó ra sao đây? Ra đây nào cục cưng. Tôi đến rồi chủ nhân. Chủ nhân có lệnh gì không? Ừ, để pháo đài hạt rẻ giữ thời gian có lẽ là một sự lựa chọn không nhưng cũng chỉ kéo dài được một lúc thôi. Không sao cả, tôi khuyên ngài nên sử dụng nhiều hơn hệ thống tổng hợp thực vật mà tôi đã. Ồ đúng rồi, ta hầu như quên mất điều này. Ta vẫn mang theo khá nhiều hạt hướng dương, hãy thử xem sao. Tùy ngài, nhưng để tôi nhắc lại một chút, nếu ngài muốn tổng hợp thực vật nguyên thân sơ kỳ sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực và khả năng thất bại cũng rất cao. Ngài cần chuẩn bị tâm lý đấy. Ồ không đúng, khi ta tổng hợp xạ thủ đậu ăn cho vơ là gì cơ dấu mà sao không tốn linh lực gì cả? Cái đó là do hệ thống tự tặng cho ngài mà. Ngài cứ biết đủ đi. Được rồi, tình hình hiện tại không mấy khả quan. Làm gì cũng được, pháo đài hạt rẻ giúp ta ngăn chặn lũ chúng, đừng để chúng quấy rầy. Được rồi đại ca, cứ yên tâm đi. Trước hết hãy dùng 8 cây hướng dương kiến đơn. Xin chủ nhân đưa linh lực tương ứng với cảnh giới cần thiết để tổng hợp thực vật. Bắt đầu thôi. Đột nhiên ta cảm nhận được một lực hút cực mạnh đang cuồng cuộn hút linh lực trong cơ thể ta. Lực hút mạnh quá, cái gì vậy? Phát hiện dao động năng lượng nguyên thân trung kỳ. Tổng hợp thành công, chúc mừng chủ nhân đạt được thực vật nguyên thân trung kỳ. Tự cứu ẩm mỹ, phổ độ chúng sinh hướng dương. Chủ nhân, cuối cùng tôi cũng đợi được ngài. Trời ơi, ngươi vẫn là cây hướng dương à? Chủ nhân không cần quá kinh ngạc, đây chỉ là hình dạng chưa hoàn toàn tiến hóa của tôi thôi. Thôi bỏ đi. Cô hướng dương, tôi có một yêu cầu. Ngài là chủ nhân của tôi chỉ nghe lệnh ngài thôi. Tốt, những con trùng quỷ này đã bị khí tức máu me xâm nhập, mất hết linh trí. Cô có biện pháp gì không? A Di Đà Phật, việc này dễ thôi. Chủ nhân hãy xem tôi đây. Đại từ đại bi hướng dương, thánh quang phước huệ chiếu muôn loài. Ô ánh sáng ấm áp làm sao? Chờ đợi luồng thánh quang vạn trượng tan đi, mọi thứ đều trở lại bình thường. Chuyện gì vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Các vị cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Tôi thiếu chút nữa đã bị các ngươi ăn thịt. Tôi nhớ ra rồi, là con sói đỏ lửa kia gây ra chuyện. Tiền bối đã cứu chúng tôi, cảm tạ tiền bối. Không cần lễ nghi gì cả. Các ngươi nhanh lên, tổ tông của các ngươi đang chiến đấu với con sói kia đấy. Phải nhanh lên, con vương trùng kia chẳng chống đỡ được bao lâu. Ta cảm nhận khí tức của nó yếu dần đi rồi. Thời gian không chờ đợi ai, ta phải đi hỗ trợ tổ tông các ngươi thôi. Tiền bối hãy cẩn thận. Ừ, đã đến lúc kết thúc rồi. Để ta biến các ngươi thành khí tức máu me của ta. Như vậy ta sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ngươi đừng có mơ tưởng động vào con cái của ta. Ngươi muốn đốt cháy tinh huyết để tăng cường thực lực à? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Con chó điên khỉ gì, đừng có vô lễ. Tiểu tử, ngươi đến đây làm gì? Ngươi đã đột phá đến nguyên thân rồi à? Thật là trời có mắt. Khi nào thì đến lượt ngươi chiến đấu với ta? Cứ giữ lại mạng sống đợi khi ngươi khôi phục đỉnh cao sức mạnh đã. Đúng đúng, bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta hãy cùng nhau dẹp loạn tên này trước đã. Chúng ta cùng nhau. Không không không, lần này ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Thú cưng nguyên thân gì vậy? Còn hai con nữa à? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Mềm mại, đập tan núi cao hay bị núi đá đập tan? Hai nguyên thân trung kỳ, còn sợ không đánh lại nổi nó à? Bạo ngược thật, con súc sinh này không phải tầm thường đâu. Dưới đây nó ta chỉ chống đỡ được hai chiêu thôi. Ngươi đừng có khinh địch. Ta hiểu rồi, vì vậy ta phải dò xét nó trước. Khá nhanh đấy, tên nhóc này khá nhanh nhẹ. Cứ để xem ngươi có thủ đoạn gì. Quyền pháp cấp 5, cự tượng khai thiên quyền. Ừ?
Ta đã biết. Cô Hướng Dương lợi dụng lúc này áp lực cho nó đi. Hiểu rồi. Đại từ đại bi Hướng Dương. Thánh quang phước huệ chiếu muôn loài. Bây giờ đây, lão đậu, bắn nó một phát. Dạ chủ nhân. Còn chiêu này nữa, lục đạo luân hồi trảm. Ngươi thậm chí có thể xuyên qua phòng ngự làm tổn thương ta. Ngươi mạnh hơn con vương trùng kia một chút, nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút thôi. Tại sao tên này lại cứng cỏi vậy? Hừ, hôm nay ta sẽ biến các ngươi thành thức ăn máu me để phục sinh, giúp ta khôi phục đỉnh cao sức mạnh. Con sói hùng huyết này là thế nào? Tại sao trên thân nó ta cảm nhận được khí tức của một người khác? Nguyên lai là vậy. Hóa ra là một tu sĩ giới mạnh thú đã chết, rồi trở thành quỷ tu. Sau đó nó chiếm lấy thân xác con xúc sinh này, thậm chí còn học được kỹ năng khí tức máu me của tộc sói hùng huyết. Khá thú vị. Ta muốn xem nó sẽ làm gì tiếp theo đây. Hệ thống, có cách nào phá giải khí tức máu me bảo hộ thân thể của con sói hùng huyết này không? Theo như ta biết, khí tức máu me này thuộc về vận âm tà, có thể biến người có cảnh giới thất thành xác sống không nhận ra người thân. Trên đời này chỉ có những vật thuộc tính dương mới có thể khắc chế được. Bên cạnh ngươi có hai vật như vậy, hiện đang chiến đấu cùng ngươi đấy. Cái gì? Hướng Dương và đậu thủ ư? Nhưng đợt tấn công vừa rồi không có hiệu quả rõ rệt gì cả. Ngốc thật. Hãy động não luôn lầy của ngươi mà suy nghĩ xem phải làm thế nào đi. Ta không quan tâm người nữa. Này hệ thống, cuối cùng phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự phải dùng biện pháp đó sao? Ngươi đứng gần ra đó làm gì? Có phải đang sợ hãi không? Hừ, ta thực sự có chút sợ. Nhưng ta không sợ chết đâu. Để ta nhắc lại nhé, nếu ngươi muốn tổng hợp thực vật nguyên thân sơ ký sẽ tốn rất nhiều linh lực và khả năng thất bại cũng rất cao. Thực vật sẽ hoàn toàn biến mất, ngươi cần chuẩn bị tâm lý đấy. Lão đậu và Hướng Dương, họ đều là đồng đội của chúng ta, chiến đấu vai kề vai. Nhưng nếu thất bại, hai đồng đội của ta sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Chủ nhân, cứ làm đi, chúng tôi không sợ chết. Được đồng hành cùng chủ nhân, cho dù phải chết, cũng là vinh hạnh. Được, với lời nói của hai người đã đủ rồi, ta sẽ đi trước. Lục đạo luân hồi trảm. Hai người tiếp tục gây áp lực, suy yếu phòng ngự khí tức máu me của nó. Hiểu rồi. Bọn chuột nhắt các ngươi chơi đủ chưa? Hừ, bây giờ thì đã chín mùi rồi. Cô Hướng Dương, lão đậu, hai người đã sẵn sàng chưa? Xong rồi, bây giờ hãy để chúng ta tiến hành tổng hợp đi. Cô Hướng Dương, hãy cùng ta mở đường cho chủ nhân chiến thắng. Hệ thống tổng hợp thực vật đã sẵn sàng. Xin chủ nhân đưa thực vật vào. Hai người tổng hợp. Không, thực ra ta không có ý định đó. Cái gì? Ta sẽ tổng hợp cùng hai người. Ngươi điên rồi à? Ngươi không muốn sống nữa à? Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Khả năng thành công của hai người quá thấp. Ta không dám liều lĩnh như vậy. Nếu ta tự mình tham gia, tỷ lệ thành công có lẽ sẽ cao hơn. Chủ nhân không thể làm vậy. Kỳ thật, cảm giác như toàn thân sắp bị xé toạc. Hệ thống, đừng đứng ngẩn ra. Nhanh lên tổng hợp đi. Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, vậy ta sẽ giúp ngươi lần cuối. Bắt đầu tổng hợp. Tổng hợp thành công. Cái gì vậy? Không thể nào. Không đúng. Đây là khí tức nguyên thân hậu kỳ đại viên mãn. Tại sao ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy? Đây có phải là câu hỏi cuối cùng trước khi ngươi chết không? Chẳng qua chỉ là khoe khoang thôi. Tư thế này của ngươi chỉ có thể duy trì khoảng 3 phút thôi. Trạng thái tổng hợp sẽ bị giải trừ. Lúc đó cho dù có thần tiên đến cũng không thể cứu ngươi. Ngươi sẽ bị tên này xé xác tại chỗ. Chỉ có 3 phút thôi à? Đủ rồi. Hệ thống, lần này nhờ ngươi nhiều lắm. Không có ngươi thì ta đã chết rồi. Sao không sao? Dù sao từ khi ra đời ta cũng phải phục vụ ngươi mà. Đúng rồi. Bây giờ ngươi có bao nhiêu khả năng đánh bại nó? 100%. Ngươi đừng có nói đại nha. Có nói đại không? Thử xem sẽ rõ thôi. Ngươi, tại sao ngươi lại thay đổi? Đây là hình thái gì thế? Con vương trùng, đến lượt ngươi đây. Này, ta sẽ dùng toàn lực. Khá đấy. Bần đạo ngày càng cảm thấy hứng thú với ngươi đây. Đập tan núi cao hay bị núi đá đập tan? Phá thiên xiang điện. Đến đây. Đập tan núi cao hay bị núi đá đập tan? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Thậm chí có thể tổng hợp với hai linh thú của mình. Ngay cả Ngọc Hoàng cũng không thể làm được điều đó đâu. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Dù ngươi có mạnh đến đâu cũng có giới hạn thôi.
Ngươi không để pháp thiên thượng địa vào mắt à? Quyền pháp quá mạnh, thậm chí đã phá vỡ hoàn toàn phòng ngự khí tức máu me của quá khủng khiếp. Nếu như đòn quyền kết hợp này chúng ta, chắc ta đã chết từ lâu rồi. Dù cùng ở cảnh giới nguyên thân, nhưng tên nhóc này chỉ trong chốc lát đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Về sau không chừng sẽ trở thành một tồn tại cực kỳ hùng mạnh. Không được, ta phải tận dụng cơ hội này. Đau quá rồi. Đừng đánh nữa. Đầu hàng à? A-di-đà Phật, bây giờ đã ngươi này. Ta đã đầu hàng rồi. Ngươi còn muốn ra tay nữa sao? Sẽ chiến đấu với ngươi. Đừng lại nhảy nữa, mau giết nó đi. Ta cảm nhận được thần hồn của nó có gì đó khác lạ. Tốt hơn hết là rút thần hồn của nó ra thử xem. Vậy thì ngươi cứ thử đi. Đây là quyền chí mạnh nhất kết hợp sức mạnh của ta và hướng dương. Quyền chí mạnh nhất. Không được. Kỳ thật, tên tu sĩ nhân loại chết tiệt cứ cản trở ta hoài. Lợi dụng lúc này, mau chạy đi. Còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Khi ta tìm được thần xác thích hợp, sẽ đến lượt người chết. Tại sao ta không thể động đậy được? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mau buông ta ra. Ta là tu sĩ của quỷ tông mật tông dưới mạnh thú. Ngươi không thể giết ta. Nguyên lai ngươi là quỷ tu. Nhưng làm sao? Ngươi cũng bị ta bắt được rồi. Hệ thống, thân hồn của hắn đã bị rút ra thành công rồi. Tiếp theo thì sao? Tự mình tra khảo hắn đi. Mau buông ta ra. Nếu không, quỷ tông chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ xâm nhập thế giới này. Hủy diệt cả trái đất xanh và thế giới ảo ảnh. Ngươi thậm chí còn biết chuyện trái đất. Nhưng giới mạnh thú không phải đã bị hủy diệt từ lâu rồi sao? Mọi thứ đều biến mất cả. Các ngươi sống sót ra sao? Sống sót? Đối với chúng ta quỷ tu mà nói, cho dù không có thân xác, cũng vẫn có thể tồn tại. Và may mắn thay, trước khi giới mạnh thú bị hủy, ta đã chạy trốn đến đây. Hiện tại quỷ tông chúng ta đã lan tràn khắp các thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xâm nhập thế giới này. Ngươi chỉ là một tên nhóc nguyên thân sơ kỳ hồi hả? Làm sao bằng được 10 vị trưởng? Đã đạt đến đại thừa của quỷ tông chúng ta. Ngươi và tất cả mọi người trên trái đất hãy chuẩn bị chết đi. Nói nhiều quá. Không ngờ quỷ tông cũng đã để mắt đến nơi này rồi. Ta hỏi ngươi câu nữa, ngoài ngươi ra, trong thế giới ảnh này còn có quỷ tu hay tu sĩ nào không? Còn nữa, hỏi xong chưa? Ngươi có thể chết đi. Ta chỉ bóp nhẹ một cái đã bóp nát thần hồn của tên. Câu chuyện phía sau ngày càng phức tạp, thậm chí còn liên quan đến tu sĩ của một thế giới. Vậy bản chất của trò chơi vận mệnh cũng chính là phương thức mà bên trong thế giới ảo ảnh sử dụng để tuyển chọn các tu sĩ phải không? Ngươi mới nhận ra điều đó sao? Đi thôi, về sao huyệt của trung quỷ xem nào. Cảm tạ tiểu hữu đã cứu bộ tộc trung quỷ chúng ta thoát khỏi lửa đỏ. Nếu không có sự giúp đỡ của tiểu hữu, A Di Đà Phật, hôm nay bộ tộc trung quỷ chúng ta đã bị diệt tộc rồi. Từ nay về sau, bộ tộc trung quỷ chúng ta xin tuân theo mệnh lệnh của tiểu hữu. Có thể nương tựa vào một nhân vật như vậy, tương lai của bộ tộc trung quỷ chúng ta thật không giới hạn. Chúc mừng chủ nhân nhận được 1000 trung quỷ khí hạ. Một trung quỷ nguyên thân nhận được danh hiệu thần hộ vệ của trung quỷ, nhận được 2 bộ trận pháp hộ tông nguyên thân. Tốt lắm, từ nay về sau ngươi là anh em của ta rồi. Vương trùng nguyên thân là một lực lượng chiến đấu quý giá, nhưng con trùng quỷ này cũng cần phải trưởng thành. Sau này chúng sẽ trở thành chúa tể của vùng đất này. Nếu vậy, hãy sử dụng một bộ trận pháp hộ tông đi, để bảo vệ chúng khỏi bị xâm phạm bởi yêu thú nguyên thân trở lên. Ngoài ra, trận pháp này còn có thể hút linh khí trời đất, giúp ích cho việc tu luyện của chúng. Cảm tạ tiểu hữu. Được rồi, ta phải về căn cứ xem nào. Đã lâu không về nhà, không biết tiểu thư bên kia ra sao. Tiểu hữu đi cẩn thận. Trở về căn cứ, ta kể lại cho tiểu thư nghe những chuyện xảy ra trong những ngày qua, rồi triển khai trận pháp hộ tông trong căn cứ. Như vậy, ta không cần tiểu thư hay thực vật ra tay, vẫn có thể bảo vệ an toàn căn cứ. Mọi thứ đều yên bình thật tuyệt vời. Ta ngồi tu luyện trong căn cứ như mọi khi, nhưng tai họa luôn đến quá nhanh. Cái gì vậy? Cổng dịch chuyển giữa các giới, dám vô tình vượt qua phòng ngự của ta, ép xé rách không gian tạo ra cổng dịch, cũng không hỏi ý kiến ta có đồng ý hay không. Phát hiện thế giới ảo ảnh đã mở một cổng dịch chuyển bí ẩn, không rõ cổng dịch chuyển này dẫn đến đâu. Nhiệm vụ ẩn đã mở khóa, khám phá cổng dịch chuyển này. Độ khó nhiệm vụ không xác định. Sự việc này lại xảy ra vào lúc then chốt của việc tu luyện, thật không để cho ta yên tĩnh. Tính tò mò của ta lại nổi lên rồi. Khởi hành thôi. Cực kỳ hiện đại, muốn chạy trốn à? Xới lôi phệ. Toàn cầu bất thường, ta và hơn 200 người chơi của các quốc gia tiến vào thế giới ảo ảnh. Mỗi khi có người chơi chết, quốc gia của họ sẽ rơi vào thảm họa quái vật thiên tai, sinh linh bị tàn sát. Và với tư cách là tu sĩ, ta đã vượt qua từng cửa ải này đến giờ đây. Ta cuối cùng cũng đứng trên đỉnh cao của thế giới ảo ảnh. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Cổng dịch chuyển này dẫn đến đâu? Đi thôi, vào trong xem nào.
Chẳng lẽ An Chaman anh trai sắp bắt đầu cuộc phiêu lưu mới sao? Anh trai, anh mau vào trong xem đi, để chúng ta cùng mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, trước đây những con quái vật xấu xí ta đã thấy quá nhiều rồi. Muốn thay đổi một chút? Không vấn đề gì, các bạn đừng quên nhấn đăng ký và tặng quà nha. Chúng ta lên đường thôi. Nhưng ngay khi ta vừa bước vào cổng dịch chuyển thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Sao tín hiệu truyền hình lại mất vậy? Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ An Chaman anh trai gặp chuyện rồi? Đây là đâu? Đây là đâu vậy? Có vẻ là một thế giới nhỏ độc lập với thế giới ảo ảnh. Nhìn qua thì quy mô không lớn lắm, nhưng ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Ta cảm nhận được nguy hiểm ở đây. Hiểu rồi. Nhưng ta mới đi được một đoạn ngắn đã nghe thấy tiếng cười quái dị từ bên trong. Sợ quá. Ngươi đã đạt nguyên thân rồi còn sợ ma? Tất nhiên là không sợ, chỉ là bầu không khí ở đây quá chân thực thôi. Sao lại tự có nhạc nền vậy? Nói người đó, tắt cái loa kia đi. Thế này thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo, ta tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lúc này, ta cảm nhận được nguy hiểm đang tiến về phía mình. Trời ơi, cái gì vậy? Khi ta nhìn kỹ mới thấy, đó là một hạt đậu. Tại sao lại có thực vật tồn tại ở đây? Nguyên lai là vậy. Điều thú vị còn ở phía sau nữa. Ngươi là ai? Dám xâm nhập vào đất cấm? Xạ thủ đậu, vẫn là xạ thủ đậu ở bán bước nguyên thân. Không tồi không tồi, ngươi khá mạnh. Kẻ xâm nhập đất cấm, giết không tha. Này, khoan khoan khoan, ta có điều muốn nói với ngươi. Hừ, muốn chạy trốn à? Sới lôi phệ. Bướng bỉnh quá vậy, đừng trách ta không khách khí. Cô Hướng Dư, ra đây giúp ta. Tôi đến rồi, chủ nhân. Tiểu đậu thủ, đây chính là chủ nhân của chúng ta. Đừng có làm loạn. Giao động cực mạnh, ngươi là Hướng Dương tôn giả. Xin lỗi tôn giả, là lỗi của tôi, xin tôn giả tha tội. Vẫn là cô Hướng Dương của chúng ta. Phong thái đấy. Tiểu đậu thủ, ta hỏi ngươi, bên trong này ẩn giấu thứ gì vậy? Tại sao ta vừa đến đây đã bị ngươi tấn công? Đây là thánh địa thực vật, nơi tộc thực vật chúng ta từng sinh sống. Hàng vạn năm trước, vị vô thượng tồn tại kia đã ban cho chúng ta một sinh mệnh sinh mệnh bản nguyên. Từ đó chúng ta mới có được linh trí. Sau đó, vô số tiền bối ra đời đều theo vô thượng tôn giả chinh chiến khắp nơi. Khi giới mạnh thú biến mất, đa số đồng tộc của chúng ta đều chết trong thảm họa đó. Để bảo vệ sinh mệnh bản nguyên, chúng ta đã phong ấn nó tại nơi này. Từ đó truyền lại đời đời canh giữ nó. Ngài chắc hẳn là người kế thừa của vô thượng tồn tại phải không? Ta không hiểu gì cả. Đi theo ta đã. Đây chính là sinh mệnh bản nguyên đó sao? Vật này vốn dĩ đã thuộc về ngài rồi, xin ngài hãy nhận lấy. Hả? Nhưng nếu ta nhận lấy, các ngươi thì sao? Ta sẽ rời khỏi nơi này. Không sao cả, chỉ cần thấy Hướng Dương tôn giả các ngươi còn sống, tôi đã rất vui rồi. Hàng vạn năm trôi qua, tôi đã không thể chịu đựng nổi cảnh cô đơn này nữa. Đồng tộc một người ra đi, không còn ai muốn quay trở lại nơi này nữa. Tiền bối, đã đến lúc giải thoát cho tôi rồi. Được rồi, dù không hiểu chuyện gì, nhưng vật này ta vẫn nhận lấy trước đã. Cảm ơn tiền bối, hy vọng ngài có thể đưa tộc thực vật chúng ta trở lại đỉnh cao. Chúc mừng chủ nhân nhận được vật phẩm chìa khóa của hệ thống thực vật. Sinh mệnh bản nguyên, vật phẩm chìa khóa. Sinh mệnh bản nguyên vốn là một giọt tinh huyết mà vô thượng tồn tại đã ngưng tụ ra. Có thể dùng để mở khóa hệ thống mới. Hấp thu vào xem nào. Hệ thống tổng hợp thực vật hay không đã mở. Hiện tại chủ nhân có thể tổng hợp với từng thực vật. Sau khi tổng hợp sẽ nhận được tất cả năng lực của thực vật đó. Trời ơi, khá thú vị. Lão đậu, chúng ta tổng hợp thử xem nào. Bắt đầu tổng hợp. Không, đang tổng hợp. Xin chủ nhân chờ một lát. Sao cơ thể lại cảm giác lạ vậy? Ta thậm chí đã nhả ra một hạt đậu. Tổng hợp thành công. Ngầu thật anh bạn của tôi. Để tôi thử sức mạnh sau khi tổng hợp xem nào. Mạnh quá, giờ cho dù con sói khổng lồ lần trước đến cũng chẳng chống đỡ được bao lâu đâu. Tôi còn có lợi thế về sức mạnh. Hệ thống, hãy giải trừ trạng thái tổng hợp đi. Giải trừ thành công. Hôm nay cũng thu hoạch không ít. Chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, khám phá cổng dịch chuyển. Phần thưởng đã được phát thành công. Chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển. Trò chơi sinh tồn ảo ảnh giai đoạn thứ 2 đã bắt đầu. Ta đã cứu một nữ người chơi. Hệ thống cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Giới ảo ảnh giai đoạn thứ 2 mở ra. Bây giờ bắt đầu phát sóng toàn cầu. Thêm loạt chơi mới. Các người chơi của các quốc gia sẽ bị bắt buộc vào trạng thái PvP. Ở trạng thái PvP, bên bị tiêu diệt sẽ đánh rơi tất cả đồ. Bên tiêu diệt sẽ nhận gấp đôi kinh nghiệm tu luyện, cho phép mang theo căn cứ phủ văn. Nhưng chủ nhân không thể vào căn cứ phủ văn. Ngoài ra, khi người chơi chết hoặc căn cứ bị phá hủy, sẽ không còn quái vật thiên tai xảy ra nữa. Và cơ chế công thành cũng bị hủy bỏ. Tốt quá, cuối cùng cũng không phải lo quái vật xâm nhập nữa. Thực ra vốn cũng không cần lo lắng. An Chaman tôn giả đã đạt tới cảnh giới nguyên thân từ lâu rồi.
Nhưng mà, dù không có quái vật thiên tai, nhưng các thành phố của quốc gia đó sẽ bị mưa thiên thạch tấn công trong vòng 1 giờ. Hả? Vậy có khác gì quái vật thiên tai đâu? Ngoài ra, khán giả sẽ không thể liên lạc với người chơi. Luật cuối cùng, tất cả người chơi sống sót trong thế giới ảo ảnh được 1 tháng sẽ trực tiếp giành chiến thắng ở giai đoạn thứ 2 và nhận phần thưởng. Gợi ý, số người sống sót càng ít, phần thưởng càng lớn. PvP à, thú vị đấy. Chiến đấu với người khác thật vui vô tận. Ê gái, ngươi vẫn còn sống à? Liat vô hồn, ngươi đã giết nhiều tu sĩ như vậy. Thượng đế sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Hệ thống đã nói rồi, luật chơi đã thay đổi. Bắt buộc người chơi bật chế độ PvP. Hơn nữa, đây là thế giới tu tiên của Phương Đông. Nếu có bản lĩnh thì cứ mời thượng đế đến xét xử ta. Con chuột nhỏ, lại để ngươi chạy thoát rồi. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi chạy đến tận cùng trời, ta cũng sẽ đuổi theo ngươi. Người chơi của Mỹ thật là có ý đồ xấu xa. Đã giết người rồi còn đùa giỡn nữa. Thật là vô nhân tính. Tên sở mít này hoàn toàn chỉ muốn thỏa mãn ý muốn của mình mà thôi. Có lẽ thế giới ảo ảnh vốn đã như vậy rồi. Chỉ là một nhóm người chơi khiến đơn tự tàn sát lẫn nhau. Nhưng tên sở mít kia cũng khá thú vị đấy. Không ngờ đã đạt tới kiền đơn hậu kỳ rồi. Ta muốn xem người chơi của Nga cuối cùng sẽ ra sao. Đừng trốn nữa, cô gái xinh đẹp, mau ra đây đi. Ta biết ngươi ở gần đây. Nhanh lên, cô gái nhỏ. Ta biết ngươi đang ở gần đây. Cô gái nhỏ đã học được cách che giấu thần niệm à? Khá thú vị, tìm ra người cũng phải tốn chút công sức rồi. Tên khốn kiếp này, nếu không phải hiện tại ta kém người một bậc, nếu không thì ta nhất định sẽ cho người biết tay. Vô hiệu ẩn thân. Tên khốn này trốn đâu rồi vậy? Mau ra đây, nếu không ta sẽ không khách khí với người đâu. Chẳng lẽ để nó chạy thoát rồi? Thôi bỏ đi, ta sớm ít là một quý ông lịch thiệp. Khoan dung, hôm nay ta tha cho người lần này, lần sau ta sẽ không nương tay nữa đâu. Quý ông lịch thiệp, hai từ quý ông từ miệng hắn thốt ra thật là một sự xúc phạm đối với quý ông. Đau quá, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là an toàn rồi. Kỳ thật, có người xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta. Rắc rối rồi, là trùng quỷ, nếu bị bọn chúng bắt được thì ta xong đời rồi. Hiện tại số người chơi còn sống trong thế giới áo ảnh là 93 người. Không ngờ PvP mới bắt đầu được 3 tiếng đồng hồ, nhưng số 120 người sống sót từ giai đoạn 1 đã giảm đi nhiều như vậy. Chắc hẳn phải có không ít là tác phẩm của Smith. Các người đừng tới gần. Xong rồi xong rồi. Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ chết ở đây sao? Dù ta chết cũng không sao. Nhưng quốc gia Nga thì sao? Mưa thiên thạch sẽ đổ xuống đó mất. Không, ta nhất định phải sống sót. Rắc rối rồi, cô gái này định đốt cháy tinh huyết kích nổ tu vi. Phải ngăn cô ta lại. Đồ trùng quỷ khốn kiếp. Dừng lại. Đủ rồi. Là ai? Tộc trùng quỷ. Ngươi có nhận ra ta không? À, ngươi là vị tiền bối kia. Sau đó ta ra một lệnh bằng mắt cho con trùng quỷ kia. Con vật nhỏ lập tức hiểu ý. Nhanh lên cút đi. Xin lỗi. Đại ca, xin lỗi. Không biết là ngài đại giá quang lâm. Tiểu đệ xin lui ra. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Tại sao những con quái vật trùng quỷ này lại nghe lời ngươi? Hi hi, đã lộ tẩy rồi. Chào ngươi, ta là người chơi của Trung Quốc. Ngươi có thể gọi ta là An Trâm Mân Tôn giả. Vậy vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại bị thương? Ta giả vờ không biết gì cả, rồi bắt đầu dò hỏi cô ta. Tôi tên Anna, là người chơi của Nga. Khoan đã, ngươi không biết cuộc đại tàn sát đã bắt đầu rồi sao? Cái tên thật kỳ lạ. Điều này ta tự nhiên biết rồi. Vậy sao? Bây giờ có một số người chơi thực lực mạnh đang đi khắp nơi cướp bóc và giết chết những người chơi sống sót khác. Xin ngươi, An Trâm Mân Tôn giả, biết đấy, chỉ cần tất cả mọi người đều sống sót, chúng ta sẽ chiến thắng trong 1 tháng, kết thúc giai đoạn 2. Xin ngươi giúp ta, ta muốn được sống sót. Lời nói thì hay đấy, nhưng rõ ràng là nếu giết ngươi, ít đi một người thì phần thưởng ta nhận được sẽ lớn hơn. Ngươi, không ngờ ngươi cũng là loại người này. Ôi Phật, ta chỉ đùa thôi, ta không có ý đó. Ngươi yên tâm đi, người Trung Quốc vẫn luôn coi trọng hòa bình. Không làm gì ta, ta không làm gì và ta cũng không để ý đến những phần thưởng lặt vặt của hệ thống. Nguyên lai là vậy, cảm ơn ngươi. Nhưng mà, giúp ngươi cần phải trả giá. À, ngươi muốn ta trả giá gì? Ngươi muốn pháp bảo hay muốn đan dược, ta đều có thể cho ngươi. Ta đứng im không nói gì. Khó, chẳng lẽ ngươi muốn thân thể của ta? Không, ngươi đừng hiểu lầm, ta đang suy nghĩ. Ô, thực ra cũng không phải không được. Được rồi, nếu muốn ta giúp ngươi, ngươi phải gia nhập ta, luôn luôn chiến đấu vì ta. Thế nào, chỉ có giá đó thôi sao? Được rồi, ta sẽ gia nhập ngươi. Smith đã giết không ít bạn bè của các quốc gia, ta muốn hắn phải trả giá đắt. Đúng rồi, Trâm Mân Tôn giả, hiện tại ngươi đang ở cảnh giới nào? Ta, nàng xinh đẹp, hãy đoán xem ta hiện ở cảnh giới nào. Thật. Ồ, tự hạt ngươi đang ở nguyên thân.
toàn cầu bất thường. Ta và hơn 200 người chơi của các đã tiến vào thế giới ảo ảnh chơi trò sinh tồn. Chỉ cần sống sót trong đó một tháng sẽ nhận được phần thưởng kéo dài tuổi thọ và pháp bảo tu luyện. Vì vậy, đa số người chơi đã chọn tàn sát lẫn nhau để nhận được nhiều phần thưởng hơn. Nhưng ta khác, ta đã đạt được hệ thống thực vật mạnh nhất. Fingwit, hệ thống bác sĩ thế giới đã mở. Bác sĩ này cần sự hợp lực của các người chơi mới có thể đánh bại. Sau khi đánh bại sẽ nhận được phần thưởng. Thời gian mở là nửa tháng sau. Chủ nhân, đây là lần đầu tiên hệ thống mở cửa sau cho người khác. Những người chơi của các quốc gia khác mãi nửa tháng sau mới nhận được tin tức này. Ha, nếu họ biết cuối cùng còn có một bác sĩ thế giới cần chúng ta hợp lực đánh bại, chẳng phải họ sẽ điên lên sao? Dù sao giết người cũng chỉ cướp được tài bảo, không thể cướp được tu vi. Trò chơi sinh tồn này chẳng qua chỉ là một cuộc cá cược về nhân tính do người giăng ra. Ta không quan tâm đến những cuộc cá cược, ta chỉ muốn biết sẽ có bao nhiêu người sống sót đến ngày bác sĩ thế giới xuất hiện. Đừng giết ta, đại ca, xin người tha cho ta. Ta muốn sống. Không được. Tuyết, đây là người chơi thứ 6 ta giải quyết hôm nay. Lại có một quốc gia hoàn toàn biến mất dưới trận mưa thiên thạch. Hiện tại thế giới ảo ảnh còn 91 người chơi. Vẫn còn nhiều như vậy à? Chẳng ra gì, thật là mệt mỏi quá. Những người chơi còn đang trốn tránh. Ta biết các người đang ở gần đây. Để lại pháp bảo và trang bị của các người. Ta sẽ tha cho các người một con đường sống. Không ra à? Vậy ta sẽ tự tay đi tìm các người. Đừng trách ta không khoan nhượng. Dừng lại, Smith. Đủ rồi, đã đến lúc kết thúc rồi. Yoho, đây không phải là thiên tài võ thuật của nước Anh. Kỵ sĩ trọng kiếm, LC đó sao? LC này ta quen, vài năm trước đã xem tin tức. Cô ta đã đánh gục 7-8 tên côn đồ cầm gậy bằng tay không. Thậm chí còn đánh một tên phải nhập viện. Cô ta còn là sinh viên tốt nghiệp của học viện kỵ sĩ hoàng gia. Lúc ta du học ở Anh đã từng chứng kiến. Những người theo đuổi cô ta có thể vòng quanh trái đất 3 vòng. Đầu hàng đi, Smith. Người đã giết quá nhiều người rồi. Tất cả họ đều muốn sống. Nhưng người không hề để lại cho họ một con đường sống. Thậm chí ngay cả một lời nói của họ người cũng không muốn. Ta cũng muốn được sống. Chẳng lẽ ta không được phép tự vệ trước khi bị họ giết? Ta không thể ra tay trước để tự bảo vệ mình sao? Hừ, chỉ là những lời biện minh. Hôm nay ta sẽ diệt trừ người, tên sâu bọ. Chẳng ra gì, cũng chỉ là kiền đơn hậu kỳ như ta thì cũng khó đối phó đấy. Ngươi muốn chạy à? Đúng là kỵ sĩ trọng kiếm, mỗi một đòn đánh đều rất mạnh. Ta vẫn chưa dùng hết sức đâu, ngươi nên mừng đi. Ta đến đúng lúc rồi, kịp xem một màn kịch hay. Kia là Smith, ta sẽ giết hắn. Anna đừng vội, bình tĩnh đã. Nếu ngươi xông lên bây giờ chỉ là tự sát thôi. Smith, hãy chuẩn bị đi. So với ta, ngươi vẫn còn kém xa. Ngươi tưởng ta không có cách tự vệ à? Lục hỏa thuẫn. Khói, tên khốn này cũng học được cách ném đạn khói rồi à? Để hắn chạy thoát rồi. Người kia, ngươi muốn trốn đến bao giờ? Ra đây đi, ngươi đã an toàn rồi. Chị Elsie, cuối cùng cũng gặp lại chị. Anna, ngươi không sao chứ? Smith không làm gì ngươi chứ? Tôi không sao. Ha ha ha, cảnh vừa rồi thật là thoải mái. Smith thậm chí không có cơ hội phản kháng. Đúng rồi, trước đó có một vị tiền bối của Trung Quốc đã cứu tôi. Tiền bối, mau ra đây. Chào mừng, tôi là người chơi của Trung Quốc. An Chân Mân Tôn giả, ta phát ra một chút khí tức nguyên thân. Cái, tiền bối này đã đạt nguyên thân rồi ư? Đúng vậy. Tiền bối, không biết có muốn gia nhập liên minh của chúng tôi không? PVP mới chỉ bắt đầu được 3 ngày mà đã thành lập liên minh rồi à? Thực ra là, trước khi tiến vào thế giới ảo ảnh, Anna và tôi đã là bạn thân rồi. Liên minh này hiện tại chỉ có tôi và Anna thôi. Ngày thứ 2 của PVP, tôi và Anna bị đi lạc. Cô ấy bị Smith truy đuổi, không rõ đi đâu. Tôi cũng đã tìm kiếm cô ấy trong khu rừng này rất lâu, cũng gặp không ít người chơi, nhưng đều bị Smith giết hết. Tôi cho rằng, chỉ có đoàn kết với nhau, cùng vượt qua một tháng ngắn ngủi này, thì các quốc gia khác mới không bị mưa thiên thạch tàn phá. Nhưng mà, lòng người khó lường, thế giới ảo ảnh này nguy hiểm tứ bề. Ai mà biết được lúc nào người bên cạnh lại phản bội mình. Ta không quan tâm đến liên minh của các ta, chỉ muốn biết các người sẽ quyết định như thế nào tiếp theo. Ta muốn ngăn chặn Smith tiếp tục giết người, đồng thời cũng muốn mở rộng liên minh. Nhưng mà, chị Elsie, em đã hứa với tiền bối rồi, sẽ gia nhập phe của ngài ấy. Không sao cả, em cứ đi với Elsie đi. Ra ta vẫn thích đơn thương độc mã, như vậy sẽ tự do hơn. Tạm biệt. Hiện tại số người chơi sống sót trong thế giới ảo ảnh là 59 người. Nửa tháng đã trôi qua, chỉ có không đến 40 người chơi rời. Có thể ảnh hưởng của Elsie và những người khác khá lớn. Nhờ nỗ lực của Elsie và Anna, họ đã thành công thu nạp được một số người chơi sống sót, tạo thành một đội có khoảng 10. Còn về Smith, hắn cũng không phải ngốc. Hắn cũng dựa vào thủ đoạn đặc biệt tìm được một số người chơi sống sót khác tạo thành liên minh. Tuy nhiên, điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới vẫn xảy ra. Finn,
Hệ thống bác sĩ thế giới đã mở. Bác sĩ này cần sự hợp lực của các người chơi mới có thể đánh bại. Sau khi đánh bại sẽ nhận được phần thưởng khổng lồ. Cuối cùng thì cảnh ta yêu thích nhất cũng bắt đầu rồi. Không chỉ mình ngươi thích xem đâu. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Bác sĩ thế giới đang được sinh ra. Tại sao lại có bác sĩ thế giới xuất hiện vào lúc này? Chị Elsie, quái vật gì vậy? Khí tức thật đáng sợ. Cảnh báo, bác sĩ thế giới được đặt ở cảnh giới nguyên thân sơ kỳ. Chỉ khi nào tiến vào phạm vi của bác sĩ thì mới có thể kích hoạt trận. Sau khi trận chiến bác sĩ, người chơi có thể tự do ra vào khu vực bác sĩ. Bên ngoài của bác sĩ không bị tấn công, nhưng bên trong của bác sĩ cũng không bị tổn thương. Thực sự cần có bác sĩ ở bác sĩ khu vực bác sĩ, nếu không bác sĩ sẽ lập tức hồi phục lại máu đầy. Thiên sử thánh thiện, đây là trò chơi à? Có vẻ con quái vật này cũng không yếu đâu. Nguyên thân sơ kỳ, hai liên minh của các người cộng lại cũng chỉ có hơn 40 người thôi. Chỉ có một nửa là tiền đơn, có đánh lại được không? Hơn nữa, còn có khoảng chục người chơi khác không tham chiến nữa. Hiện tại số người chơi sống sót không đủ 60 người, sẽ làm giảm độ khó của bác sĩ một cách thích hợp. Lưu ý, trong khu vực bác sĩ thế giới, người chơi không thể tấn công lẫn nhau. Thật nhàm chán. Ta sơ mít sinh ra là để giết chóc, để nghiền nát những sinh vật thấp kém như các người, để tận hưởng khoái cảm. Giờ người lại bắt ta phải hợp tác với lũ rác rưởi đó để đánh bác sĩ, tuyệt đối không thể. Xin lưu ý, nếu đánh bại bác sĩ thế giới, phần thưởng tối thiểu là vật liệu đột phá nguyên thân cùng với pháp bảo nguyên thân và nhiều phần thưởng khác. Môn Elsie, chúng ta hợp tác đi. Smith, ngươi lại định lập mưu gì nữa đây? Ngươi hiểu đấy, phần thưởng của bác sĩ thế giới quá hấp dẫn. Ngay cả ngươi cũng phải động lòng chứ. Đây là cơ hội tuyệt vời để đột phá nguyên thân. Ta nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại ngươi cũng đang gặp vấn đề về nhân lực phải không? Vừa lúc nếu gộp hai phe lại thì có hơn 40 người, hoàn toàn đủ để đánh bại con quái vật đó. Ngươi có điều kiện gì? Điều kiện của ta là các ngươi không được tìm ta trả thù sau này. Những người sống sót trước đây đã chết thì thôi. Chị Elsie đồng ý với hắn. Chỉ với chúng ta mười mấy người cũng có thể đánh bại bác sĩ. Anna, đừng nói nữa. Có thể, ngài Smith. Vậy tôi cũng có một điều kiện. Cứ nói đi. Từ nay về sau, bất cứ ngươi không được tấn công bất kỳ ai trong liên minh sống sót. Nếu không, tôi sẽ tự mình ra tay. Không từ thủ đoạn nào để giết ngươi. Được, ta đồng ý. Vậy thì khế ước đã thành. Các ngươi chuẩn bị đi. Sau 7 ngày nữa, ta sẽ đợi các ngươi gần khu vực bác sĩ. Chị Elsie, tại sao chị lại đồng ý với hắn? Chị Elsie, tại sao chị lại đồng ý với hắn? Chỉ là một con quỷ không nháy mắt khi giết người. Anna, em có thể trưởng thành hơn một chút không? Đây là một cơ hội tuyệt vời trước mắt chúng ta. Nếu đánh bại được bác sĩ, sẽ có pháp bảo, đan dược, thậm chí cả vật liệu đột phá cảnh giới. Mỗi người chúng ta đều sẽ có phần. Cơ hội sống sót sẽ tăng lên rất nhiều. Cho dù sờ mít lại gây sự, chúng ta cũng không sợ. Nhưng mà em muốn trả thù. Chẳng lẽ Bozoni, Nát, Yzinner và những người khác đã chết hưởng sao? Báo thù không muộn, nhưng bây giờ không phải lúc. Anna, chị hiểu cảm xúc của em. Họ đều là những người bạn thân giá trị của em. Em hãy kiên nhẫn, bây giờ không phải lúc để tình cảm. Được rồi. Chị Elsie, em tin tưởng chị. Tốt lắm. Mọi người, tạm nghỉ. Nghỉ ngơi. Tích sau 7 ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường trong tình trạng tốt nhất. Có vẻ cô bé Anna đã không kiên nhẫn được rồi. 7 ngày, đối với một người nóng tính, quả là một sự tra tấn. Hệ thống, ta muốn vào trong tháp tu luyện, đột phá đến nguyên thân hậu kỳ. Được rồi, bây giờ ta sẽ đưa người vào. Trong luyện hồn tháp, tiểu thư đang tu luyện. Tiền bối đã đến. Tiểu thư đã cố gắng hơn trăm năm không gặp. Ngươi đã đột phá đến nguyên thân rồi. Đồ phụ tình, ngươi thật là phụ tình. Hơn trăm năm rồi mà không chịu đến gặp ta. Chẳng lẽ đã bị nữ tu sĩ nào đó làm mê muội rồi? Tuyệt đối không có. Không có đâu. Nếu không ta sẽ móc mắt ngươi ra. 7 ngày, tương đương với 210 năm tu luyện đối với ta. Với sự trợ lực của hỗn độn diễn thiên, tốc độ tu luyện của ta nhanh như đi máy bay vậy. Thành công rồi. Nguyên thân hậu kỳ 120 năm. Bên ngoài mới chỉ qua 4 ngày thôi. Đi thôi, ra ngoài xem tình hình hai phe như thế nào. Tiền bối, tiền bối có đó không? Quả nhiên là vậy. Ngày thứ tư cô bé này đã không chịu nổi rồi. Có chuyện gì vậy? Tốt quá tiền bối. Không phải, ngài đang làm gì vậy? Tiền bối, xin ngài hãy giúp con tu luyện với. Ngươi đứng lên trước đã. Nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Chị Elsie đã đồng ý hợp tác với Smith rồi. Điều này ta đã biết, ta vẫn đang theo dõi các người mà. Tuy Anna có hơi sửng sốt nhưng cũng không nói gì thêm. Nhưng ta không ngờ chị ấy lại đồng ý yêu cầu hợp tác của tình trường đó. Rồi sao nữa? Ta và Smith vốn đã có mối thù cũ. Sau khi hắn nhận được lợi ích, chắc chắn sẽ càng thêm mong muốn. Cho dù không tấn công chúng ta, thì sau trận chiến Bassi, hắn cũng sẽ tìm cách quấy rối chúng ta. Vì vậy, tạm thời ta muốn rời khỏi liên minh, để không gây phiền toái cho chị ấy, đồng thời tìm cơ hội giết chết tên rác rưởi Smith.
ý định của em rất tốt, nhưng ta khuyên em đừng quá mải miết với việc trả thù, nếu không sẽ nuôi dưỡng tâm ma, điều đó sẽ cản trở việc tu luyện của em về sau, thậm chí em có thể mất mạng vì điều đó. Con không sợ, vì chị ấy, vì những người bạn đã khuất, Sở Mi nhất định phải chết. Thú vị đấy, nếu em muốn trở nên mạnh mẽ như vậy, hãy đi theo ta. Những người tu luyện đều biết rằng song tu có thể tăng tốc độ tu luyện rất nhiều và cũng có thể nuôi dưỡng tình cảm. Những người đàn ông này lại đưa một người phụ nữ xa lạ về nhà tu luyện, điều này khiến vợ ông ta hơi không vui. Tiền bối, ngài giải thích cho tôi đi, cô ta là ai? Tiểu thư, cô ta là người chơi của Nga, chính cô ta muốn làm đệ tử của ta. Ta nóng lòng nên đã đồng ý. Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi tin ta dễ vậy sao? Các người tốt nhất chỉ là quan hệ thầy trò, nếu ta phát hiện ra các người có chuyện gì khác, đừng trách ta không khách khí. Được rồi, được rồi. Sư mẫu thật hung dữ, không ngờ sư phụ lại có sở thích đặc biệt như vậy. Thích kiểu tính cách này thì ta cũng chịu thôi, tất cả là lỗi của cái hệ thống. Nếu không có nó thì đâu có chuyện như hôm nay. Được rồi, ngươi hãy tập trung tu luyện đi. Dưới sự dạy dỗ vất vả và chỉ bảo của ta, Enner đã trải qua hơn 30 năm trong luyện hồn tháp. Trong hơn 30 năm đó, Enner đã đột phá từ kiền đơn tiền kỳ lên đến kiền đơn hậu kỳ. Tốt lắm. Tiếp theo, bần đạo sẽ ban cho ngươi một sự khảo nghiệm. Trong luyện hồn tháp còn có thử thách khó khăn hơn nữa không? Có. Ở tầng cao nhất của luyện hồn tháp, truyền thuyết rằng đó là một cảnh giới ảo ảnh có thể hiện thực hóa nỗi sợ hãi lớn nhất trong thậm chí còn có nơi như vậy à? Tốt lắm. Vậy hãy sắp xếp cho đệ tử của ta đi. Sư phụ, đây là đâu vậy? Đây là đỉnh của tháp. Quái vật ở đâu? Sư phụ đâu rồi? Không hiểu sao, toàn bộ tháp bỗng tối đen. Và từ đâu đó trong bóng tối, một bóng người mà Anna quá quen thuộc đã hiện ra. Chị Alice, tại sao chị lại ở đây? Đừng đến gần ta. Không ngờ người em gái mà ta yêu quý nhất lại phản bội ta. Hôm nay ta sẽ không để người sống sót. Chị ấy, dừng lại. Rắc rối rồi, ta không thể hạ thủ được. Đồ phản bội, chết đi. Chẳng lẽ đã hết rồi sao? Sao cũng không có ánh hào quang. Vậy ta sẽ hỗ trợ ngươi một tay. Sư phụ, đừng ra tay, con vẫn có thể đứng dậy. Con không biết mình đang sợ điều gì nữa. Con không sợ những con quái vật tấn công căn cứ trong suốt thời gian qua. Con đã cắn răng vượt qua tất cả những khó khăn đó. Hay là con sợ mất đi sao? Con đến tìm sư phụ để tu luyện vì sợ chị ấy gặp chuyện. Những người con quan tâm nhất, con sợ họ rời xa con. Đồ phản bội, ngươi nên lo cho bản thân trước đi. Sư phụ hãy xem đây, con tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Bây giờ con không còn sợ hãi gì. Chị Alice, con sẽ đánh bại chị, như vậy con mới có thể bảo vệ chị tốt hơn. Anna, dừng lại đi, ta là chị gái của con đấy. Chị Alice, xin lỗi chị, để con có thể trưởng thành, con buộc phải làm như vậy. Con sẽ không còn sợ mất các chị nữa. Từ hôm nay trở đi, hãy để con bảo vệ các chị. Chúc mừng người chơi Enel của Nga đã vượt qua thử thách tầng cao nhất. Phần thưởng nâng cấp tu vi đã đạt đến kiền đơn đại viên mãn. Phần thưởng thêm 100 năm tuổi thọ. Không tồi, ngươi làm rất tốt. Thêm vào đó là cảnh giới cũng được nâng. Vậy bây giờ, ta không cần phải sợ con bà si thế giới đó nữa chứ? Đúng vậy, hiện tại một mình ngươi sức đánh bại năm tên Sở Mít mạnh thế ư? Được rồi, ta không thể dạy ngươi nhiều. Ngươi hãy về trước đi. Ta, sư phụ, cảm ơn ngài. Nói thật là, đệ tử không biết chẳng lẽ ta muốn dâng thân đền đáp. Đệ tử sẵn sàng dâng thân đền đáp. Đệ tử ngoan ngoãn, ta đã cảm nhận được sư phụ của ngươi đang nổi giận rồi. Được rồi, vậy con đi nhé. Sư phụ hãy cẩn thận nhé. Sao đàn ông không biết tiết chế chút nào, cứ thích đi qua đi lại với phụ nữ. Nhưng mà ta vẫn thích như vậy. Cứ thế đi, Anna rời khỏi luyện hồn tháp, trở lại liên minh. Thời hạn hẹn với Smith đã đến. Trận chiến Basi sắp bắt đầu. Lâu rồi không gặp Alice, chuẩn bị thế nào rồi? Đừng nhiều lời nữa, Smith, vào trường đi. Bây giờ ta đã đủ sức mạnh rồi. Smith, sau khi trận chiến Basi kết thúc, ta sẽ tính sổ với ngươi. Đến đi, quái vật, cùng xem chúng ta hạ ngươi ra sao. Ngươi chỉ đứng nhìn thôi sao? Không định làm gì à? Ngươi nghĩ ta còn có thể ra tay sao? Ta ngẩng đầu dùng thần niệm nhìn lên bầu trời cao. Một tia lôi có sức hủy diệt tất cả đang ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị tẩy luyện thân thể ta. Đây là tia lôi để tiến vào hóa thần kỳ đấy. Vừa đài lúc này có lẽ hơi sớm một chút. Cũng đúng, nhưng ta rất mong chờ màn trình diễn tiếp theo của ngươi.